chương 331, tiếp mời của đế vương môn hay, chỉ có thể bất đắc ví thở dài trong ngầm, huynh không thể tự so dành với người bình thường được à, nhất định cứ phải so đo với tiểu quái vật kia, đây không phải tìm ngược sao, lúc này, một vị lão giả tóc trắng mặt đầy dâu dài nhìn về phía tam trưởng lão, khách lớn một tiếng, lão tam, người chỉ biết tính so đo vinh nhục cá nhân này thôi à, chẳng lẽ ngươi không nghe ra trọng điểm chính trong sự kiện này, là hoàng phủ thanh vân của đế vương môn bị giết rồi sao, đúng vậy. Hoàng cực bá thể quyết của đế vương môn chính là kỳ tật tuyệt thế, tiểu tử kia lại có thể đánh bay một nửa thân thể của Hoàng Vũ Thanh Vân, phải mạnh mẽ thế nào mới có thể làm được chứ? Lão phu không bì kịp vậy, Tam trưởng lão thở vài một hơi, càng thiên tất phóng mất mát. lão giả kia đỡ chắn, bất đắc dĩ lắc đầu, vị huynh đệ này đã hết thuốc chữa rồi. Tiếp báo lão giả vội vàng nhìn Long Giật Phi nói, "Các chủ, việc này dính dáng đến đế vương môn, chúng ta lại không tiện nhúng tay, nếu đế vương môn vì tiểu tử kia mà liên lụy đến trên đầu chúng ta, thế nhưng, lão cổ lúc nãy cũng đã nói qua, Lần này đế vương môn rất có thể à muốn nhằm vào các kế gia còn lại, coi như không có chuyện của Trác phàm, không sớm thì muội cũng sẽ tình đến tiềm long các chúng ta thôi. Cho dù bây giờ chúng ta và Trác phàm đoạn tuyệt quan hệ, đó cũng chỉ giành được nhất thời, chỉ sợ ngày sau lại muốn theo dân của Hoa Vũ Lâu, lại có một thị trưởng lão, lập tức bánh gãy lời nói của lão giả kia, chứ theo lời ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta và Trác phàm nghiên thủ là có thể ứng đối nổi đế vương môn sao, đây không phải cho nó một cái lấy cớ để tiêu diệt tìm long các chúng ta à, coi như không có cái cớ này, hắn cũng sẽ nhắm vào chúng ta tiêu diệt, dã tâm của đế vương môn, chúng ta còn không rõ ràng sao, chỉ bất quá thì rau này, chúng ta sẽ bị hắn giải vò đến chết giống như hoa vũ lâu mà thôi, cùng như thế, còn không bằng thống khoái liều bình oanh oanh nhiệt nhiệt, được, long giật phi hát lớn một tiếng, vung tay, đắn gãy tranh cãi của hai vị trưởng lão, trong mắt ghé lên ánh sáng kiên định, núp trước kết binh với chắc phẩm, là ta đồng ý, hơn nữa hiện tại cũng không có ý định thay đổi, biểu hiện của tiểu từ này, lệnh ta mở rộng tầm mắt này sau chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn đối với tiềm nông các ta, vẫn là câu nói kia, chắc phàm không chết, lạc ra kết minh rẽ không thay đổi, nhưng các chủ, chỗ đế vương môn, không cần nói nữa, ta đã giống có dự định, phát phát tay, trong đôi mắt long giật phi lé qua tinh quang, quê lạnh thành tiếng, minh tu vạn đạo, ám độ trần thương, chúng ta tiến hành kết minh cùng chắc phàm trong bóng tối, trên mặt vẫn lấy đế vương môn như thiên lôi dài đâu đánh đỏ, bọn họ không tìm được lý do, sẽ không làm gì được chúng ta, thì ra là thế, mọi người khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, dối rít bái lạy các chủ anh Minh, gừng, anh Minh cái gì, chỉ là chân đập hai cái tiền thôi, long vật phi bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù hắn hận nhất loại người này, nhưng đối mặt với lợi ích của gia tộc, hắn không thể không làm như vậy, bởi vì đây là cách làm ổn thỏa nhất, các chủ, đế vương môn truyền tin đến, đột nhiên, ngoài cửa có đệ tử hét lớn một tiếng, quỳ xuống bẩm báo, long giật phi giật bình, liếc mắt với các trưởng lão, liền để đệ tử kia tiến vào, đế vương môn này, tới thật nhay, tiếp đó, đệ tử đi vào cửa, trình lên cho Long Giật Phi một phong thư kín vip ba giữ mạ tàng đế vương môn tin thiếp, sau đó lui xuống, Long Giật Phi tiếp nhận, mở ra xem, nháy mắt kinh hãi, một lúc sau vẫn nói không ra lời, tâm trưởng lão thấy cảnh này, tiếp nhận tin tiếp kia xem xét, bột nhiên trừng lớn hai bắt, cao giọng đọc lên, đưa tháng sau, tù họp tại đế vương môn, tất ra cùng thảo luận, tại kế đồ ma, đồ ma rằng lẽ nói, tâm trưởng lão giật mình, Long Giật Phi gật đầu, thở dài lên tiếng, xem ra lần này đế vương môn thật sự ra át chiêu, bất quá lần xuất động chiêu này trước đây đã là 300 năm trước đi, đúng vậy, chỉ có điều tiểu quái vật 300 năm trước kia, thật sự đem thất xa bức biên. thế nhưng lần này, đế vương môn vẻn vẹn vì lợi ích của bản thân, đã xuất động chiêu này, cũng không hề hỏi ý kiến của sáu nhà còn lại, thật sự xem mình là người đứng đầu của thất xa rồi sao, trong mắt tam trưởng lão né lên tia sắc bánh, quán hạn nói, bách xa tranh minh lần này, tiềm long các chúng ta nhất định không thể lại thua, mọi người nghe đến, khuôn mặt đều tràn đầy ý chiến đấu gật đầu, cùng lúc báo năm nhà còn lại cũng nhận được thiếp bởi đế vương môn, bỗng nhiên, lục đại thế gia cùng đến đế vương môn, tương tạo kế rách đối phó ma vương trác phàm, hát gì, đang bay trình không cấp tốc chạy về hướng lạt ra trác phàm, đột nhiên đánh một cái rổ minh, nhảy mũi, hắn nhướng mày, sờ mũi một cái nói, nương nhà hắn, tên nào đang rủ yếu ta, tại sao ta có cảm giác sau lưng có một cỗ ý lạnh vậy nhỉ, ha 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 chắc quản va đại náo hoa vũ cảnh, thương vong mấy chục ngàn người, quán niệm của bấy chục ngàn người này tụ chung một chỗ, mà có thể không thấy lạnh lẽo độc thủ dừa cưng ở la phi hành sát bên cạnh hắn không nhịn được cười rộ lên ngửa mặt lên trời cười ha hả lông mày chắc phàm nhíu lại nhìn qua nghiêm tùng cười nhạo nói nghiêm trưởng lão quán niệm của hoa vũ lâu đối với ngài chỉ sợ còn lớn hơn rất nhiều so với ta đáy mấy chục ngàn nữ đệ tử của hoa vũ lâu quán niệm tề tụ ngài cảm giác thấy ý lạnh sau lưng không ách độc thủ dược vương không dừng quầy xấu hổ nói lão phu quen rồi chắc phàm không ngờ đến bĩu môi một cái trong lòng cười lạnh dù sao hai người bọn họ đều không phải là người tốt ai cũng đừng mong giễu cật đối phương đợi chút đột nhiên thân hình chắc phàm chợt dừng lại độc thủ dược vương khẽ giật mình phải mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn làm sao khóe miệng hơi vỉnh lên chắc phàm cười khẽ một tiếng đến thật nhanh đáy ngoài một dặm phía trước có mai phục chương 332, ẩn nấp đánh lén một cái gì độc thủ dược vương giật mình hoài nghi nhìn qua chắc phàm nhưng ông ta nhanh chóng nghĩ thông suốt lúc ở trong hoa vũ cạn chắc phàm đã sớm đạt đến thần tức lĩnh vực cần chiếu cường giả vào giờ khắc này hắn đã có đột phá, thần tức tự nhiên dễ mạnh hơn, có thể biết được động tĩnh ngoài một dặm, cũng không có gì kỳ quái. Chắc phàm nhắm hai bắt lại, cẩn thận cảm thụ, lẩm bẩm ngáy, bên trong rừng cây ngoài một dặm, phía tây mai phục hai người, khí tức âm trầm, giống người của U Minh Cốc, phía đông mai phục hai người, cướp bộ nhẹ nhàng, hẳn đến từ quái hoạt lâm, còn phía bắc hai người, khí tức toàn thân nặng nề, ngưng mà không vắt, ta thực sự đã quá quen thuộc, quang cực bá thể quyết tu luyện giả, là cao thủ đế gương môn, mà sáu người này tu vi đều thuộc thiên huyền ngũ trọng trở lên, chắc quản gia thật sự bản lãnh, đây chính là bản lĩnh cao cường của thần chiếu cảnh đáy, bập thủ dược vương đầy vẻ hâm mộ khen, như vậy, chúng ta liền có thể né qua bọn họ, cứ để bọn hắn tiếp tục chờ đợi, đi uống gió tây bắc đi thôi, ha ha ha, chân mày chắc phàm hơi nhứng lại, hắn nhất khóe miệng lộ ra tiếu dung tà gì, tại sao phải tránh bọn họ, đến cũng đã đến, dù sao cũng phải cùng bọn hắn đánh một trận trực diện chứ, chắc quản gia, tuyệt đối không thể, nghe hắn nói vậy, độc thủ vực vương liền cả kinh thất sắc khẩn trương khuyên nhủ bới vương rõ ràng là đến có chuẩn bị mặc dù ở hoa vũ cảnh ngài lấy một bịch bún nhưng nói một câu không xuôi tay đó dù sao cũng do trước đây chúng ta khinh nghịch và lại bốn người đến từ bốn nhà khác nhau lúc phối hợp cũng có nhiều có sơ hở nhưng bây giờ xem ra bọn hắn mỗi nhà đều cử ra hai người hiển nhiên là hiểu rõ đầy đủ tình báo tầng người phối hợp rất thủ nếu ngài lại ốm cúc ngăn mịch bọn họ chỉ cần trì hoãn thêm chút đỉnh thì ngài thì tự chịu diệt phong rồi lông mày nhíu lại chắc phàm liếc lão một cái thật sâu, không nghĩ tới lão nhân này đã đối với hắn khăng khăng một bực nhanh như vậy, khắp nơi đều vì hắn suy nghĩ, thế là hắn đùa ngược nói, trước đây ta chỉ có một người, lần này không phải còn có lão giúp ta một tay sau, ta còn, độc thủ dược vương hơi dưỡng giả, mạnh mẽ lắc bầu, người đời sợ ta, tất cả đều bởi vì độc trong thất thải vân la trường kia, nhưng mà đối mặt với nhiều người như vậy, chỉ cần bỏ ra một tên hy sinh cuốn lấy lão vu, lão vu tất bại, về sau lại đi dược vương nghiện đòi giải dược gà được, điểm này, lúc trước ngài cùng tiểu đồ đánh qua, hẳn là rõ ràng nhất, đúng vọng, lúc trước mặc dù chắc phàm cải trang tống ngọc, nhưng loại đấu pháp liều chết này, quả thật là khắc tinh nối phó với dược cương điện độc trưởng, ghê gớm lắm thì một mạng đổi một mạng, huống chi xem dáng vẻ của bọn hắn, có lẽ đã liên hợp với nhau rồi, vậy coi như bọn hắn trúng độc, dược vương điện cũng sẽ cung cấp giải dược, vậy thì uy hiếp của độc thủ dược vương lại hạ xuống rất nhiều nhưng nếu như một trưởng của lão có thể khiến tất cả bọn hắn trúng độc thì sao có phải thực lực trong lúc chiến đấu của bọn hắn sẽ giảm đi rất nhiều trong mắt ghé lên tinh quang, chắc phàm nick khóe miệng nở đủ cười tã, độc thủ dược vương hơi ngỡ ngàng, trong lòng không hiểu lắm, lẩm bẩm nói, chuyện đó làm sao có thể, đối phương không phải người ngu, lão phu xuất trưởng bọn hắn sẽ đứng đấy bất động, ngoan ngoãn tiếp nhận được sao? Huống hồ, tất cả bọn hắn đều là cao thủ kiên huyên cẩn, mặc dù không thần thông giống thần chiếu cảnh, có thể ở khoảng cách xa như thế cảm giác được tất cả mọi động tĩnh, nhưng trong vòng ngàn mét cũng có thể phát giác được khí tức của người tới, chỉ dạ hai người chúng ta vừa mới đến gần, bọn họ đã phát giác, căn bản không có cách nào rớt thủ. Vậy nếu bọn hắn không phát hiện được khí tức của chúng ta thì sao? Lúc này, chắc phàm khẽ cười một tiếng, liếc nhìn độc thủ dược vương một cách quỷ dị. Độc thủ dược vương khẽ giật mình, vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng sau một khắc, một viên đan hoàn màu đỏ bị ném qua phía lão, độc thủ dược vương bắt được. Trong mắt càng hiện ra sự nghi hoặc, chắc phàm nhét miệng cười một tiếng, thản nhiên nói tiếp, đây là linh đan nhất phẩm, ẩn khí tức đan, chỉ cần ăn nó, trong vòng một ngày khí tức của người ta đều sẽ hoàn toàn biến mất nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ cần không phải là cuồng giả thần chiếu cảnh trợ lên cố ý dùng nguyên thần dò rắt, ai cũng không thể phát hiện ra chúng ta. Nói xong, chắc phàm tự ăn trước bột viên, chỉ một tháng, thân khí tế cường hãn kia thật sự biến mất trong nháy mắt hoàn toàn không còn nữa. Độc thủ dược cương đứng trước người hắn được một phen giải nghiệm lớn, lão trận mắt khá mồm kinh nhạc cực kỳ. Trong thiên hạ này sao có thể có đan dược tần tì vậy chứ? Vì sao lão vu chưa từng nghe qua? Và lại còn là nhất phẩm đan đáy. Hạ giá vậy sao? Độc thủ dược vương kinh ngạc bẹn họ nhìn chân chối hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Chắc phàm mỉm cuối xem thường, thản nhiên nói, đây là đan phương thượng cổ thất xuyền, lão làm sao nghe qua được, có điều không sao cả, về sau ta sẽ từ từ truyền lại cho lão, dù sao chiêu mộ lão đến, cũng vì giúp ta luyện đa, mà lại cái ẩn khí tức đan này, về sau cũng có châu tác dụng lớn, hiện tại lão cùng ta, giải quyết những thứ rồi bọ đáng ghét này trước rồi lại nói, vừa rút gài, chắc phàm mạnh mẽ dậm chân, nháy mắt bay về phía trước, độc thủ dược vương giật binh một lúc, mới nước một viên đan hoàn, cao hứng bừng bừng đuổi theo, nội tâm lão vui mừng đến thế nào khỏi phải nói. Trước tin không tính đến quy mô của gia tộc lạt xa lớn bao nhiêu, chỉ riêng việc có thể theo chắc phàm học được đan phương thượng cổ thất chuyên này thôi, làm một luyện đan sư, đây chính là được lợi lớn đấy. Xem ra lăn lộn cùng tiểu tử này, thật sự rất có tiền đồ, hoàn toàn không lỗ hạ, độc thủ dược vương trong lòng vui vẻ điên cuồng dáng vẻ như khi lần đầu tiên luyện ra được một viên ninh đan vậy, một chỗ bị che khuất trong khu rừng, hai vị lão già áo bào trắng đang ngồi niêm chỉnh diên hai tản đa lớn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng toàn thân cao thấp đều dị thường cảnh giác, dù một trận gió nhẹ thổi qua, ngỗ tai bọn họ đều sẽ động khẽ một cái, chờ thấy giác thực chỉ là một cơn gió mát bình thường đến không thể bình thường hơn chứ không phải khí thế cường giả nào đó, bọn họ mới trở lại bình tĩnh, chương 333, ẩn nấp đánh lén hay, tam ca, tiểu tử kia sẽ từ chỗ này đi qua chứ, chờ nhiều ngày như vậy, vì sao chút động tĩnh cũng không có nhỉ, có khi nào hắn đã bay qua, hoặc đổi một con đường khác rồi không, một vị lão giả khẽ nhắm hai con mắt, kỳ thao hỏi, một vị lão và khác cũng giống vậy không mở to mắt, vẫn liên tĩnh khoanh dân ngồi trên đá lớn như cũ, hờ hững máy, lãnh tiên sinh vẫn luôn thần toán vô địch, hắn gì đoán nói chung sẽ không sai, hắn nói chúng ta hôm nay, ở trên con đường này sẽ gặp phải tên hung đồ giết chết phãng lục, vậy thì nhất định sẽ gặp phải, kiên nhẫn chờ đợi đi, ai, thế nhưng cứ chờ đợi như vậy, thật sự quá nhàm phán lão giả kia thân thở một tiếng, gệt như một vị trí giả, lắc vồi lại lắc đầu, lúc này, một bóng mờ màu đen chậm vãi tiếp cận hai người, nhưng hai người hoàn toàn không phát sát ra, Chợt cái bóng mờ kia đi đến sau lưng hai người, đột nhiên tiếng giấm ngổ vang, hai đạo lôi rực như hai thanh dao nhạn bỗng nhiên từ phía sau bọn họ xuyên thẳng qua, hình bóng của chắc phàm, cũng từ trong bóng tối hiện ra, phốc, phun ra ngụm máu tươi, hai người đều cả kinh sợ hãi, bỗng nhiên mở tràng hai mắt, cái cổ cứng ngắc quay đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của chắc phàm, ôi chào, hiếm khi lão tử sợ bị các người phát hiện, cố ý rất ra tiềm ảnh quyết, hóa ra các ngươi đều nhắm mắt cại trang, ngay cả mai phục mà cũng không dụng tâm quái hoạt nâm thật đúng là không có tiền đồ. Chắc phàm lắc đầu tờ vầy, trong ánh mắt kinh khủng kèm theo nghi hoặc của hai người nọ, chậm chậm nắm lấy cổ của hai người, tức khát trong tay tuôn ra ác khí cuồn cuộn, chỉ dòng mấy hơi thở ngắn ngủi, hai người đó đều hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Có lẽ trước khi chết bọn hắn vẫn còn đang nghi hoặc, rốt cuộc tì tên này từ đâu chui ra thế? Nhẹ nhàng vùi vùi tay, chắc phàm núm núm vai từ dối cho ý kiến. Vốn hắn đã từng giao thủ qua với Lâm Tử Thiên, cảm thấy công pháp khoái hoạt Lâm tốc độ kinh người, có lẽ sẽ rất khó đối phó, cho nên ngay từ đầu đã dọn hai người bọn hắn để ra tay, nhưng không nghĩ đến lại gặp phải hai tên thế này, mai phục mà còn nhắm mắt lại giả bộ, đây không phải tìm chết thì là gì, chẳng lẽ lão tử bột hơi ít hết bốn tên trưởng lão cao củ trong bảy thế gia, vậy mà vẫn không được quan trọng, có điều thế này cũng tốt, hắn ra tay cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, tẩm thụ sau khi hóa điệu hai tinh cao thủ thiên huyền, nguyên lực trong cơ thể càng thêm dồi dào, chắc phàm ngẩng đầu nhìn về tây trong khu rừng, chỗ đó có hai tên cao củ thiên huyền của u minh cốc cố ngăn cấp bậc trưởng lão, hừ hừ, thật sự là đối thủ cũ. Chắc phàm quầy lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, như một cu huynh vọt về phía bên kia, phía tây khu rừng, cũng là hai vị lão giả, nhưng không giống với lão đầu kia mai phục còn đùa nghi của khoái hoạt lâm. Hai người này nhãn thần âm lãnh dị thường, tỉnh thoảng quan sát xung quanh, giống như biết chắc phàm lợi hại, nên sắc mặt hai người đều cực kỳ ngưng trọng, không hề buông lỏng. Lão tam, tiểu tử này chậm chạp không đến, làm chúng ta đợi đến nóng ruột a. À. Một lão giả kéo tay áo, một mặt chín ý, đâm đi tới đi lui bốn phía, ngó nhìn động tĩnh tứ phương, một đôi mắt như cặp mắt của chim ưng, giống như hai lưỡi kiếm sắc bén, đảo qua mỗi một ngóc ngách tổng khu rừng, một lão giả khác cũng đang quan sát bốn phía, nhưng không biết vô tình hay cố ý, lại một mực duy trì khoảng cách trăm bước với lão giả kia, nghiêm túc máy, lão tướng, tiểu tử này sảng những giết lão thất, còn có thể phế một tay của lão ngũ, on hiểm độc ác, thực sự không phải người lương thiện, người và ta không thể lại coi hắn là tin đoán cốt cảnh mới rất đạo, khinh thường thiếu cảnh giác, lát nữa hắn đến, chúng ta nhất định phải chiều ứng lẫn nhau, không cần thiết thì đừng cùng hắn đơn đả độc đấu, bước theo gót lão thất phà lão ngũ, quỳnh yên tâm ni, ta thấy tiểu tử này đều là cao củ thiên huyền giống như lão đại đấy, lão tứ hung hăng vật đầu, trên mặt hiện ra vẻ bương trọng xưa nay chưa từng có, một đạo bóng mờ dần dần tới gần bọn họ, sau khi nghe được lời nói, chắc phàm không khỏi nhíu chặt hàng lông mày, trong bụng thầm khanh ngợi, kế này mới đúng chữ. Phải lấy thái đồ nhi lâm đại địch ra đón tiếp lão tử đến, mới hợp với thân phận ma hoàng của lão tử nha nhưng có điều, các ngươi cẩn thận như vậy, lão tử làm sao đánh lén, bỗ, chắc phàm lại có chút hoài niệm đến hai lão đầu quái hoạt lâm ở phía đông trong đấy, dù sao, bọn họ khiến hắn bớt được rất nhiều chuyện, còn hai tên này thì phải làm sao bây giờ, nếu muốn hắn một đúc đối phó với hai tên thiên huyền cẩn, hơn nữa còn là hai đại cao củ trên cả ngũ trưởng lão của U Minh Cốc, hắn cũng phải rất cật lực đấy, chắc phàm bất đắc dĩ thở dài, hơi nổi lên do dự, nhưng, nay lúc này, một tiếng nỏ lớn vang lên, phía bắc cánh rừng đột nhiên toát ra lùm khói đập bảy bầu phàm những nơi bị khói đập này dính vặn, mặc kệ là thực vật hay động vật thậm chí đất đá xung quanh trong nháy mắt đều bị ngụp nát không còn sinh cơ hai tên lão giả bên này nhìn qua chỗ xa xa phía trước trong lòng kinh hãi liếc mắt nhìn nhau đồng ngợt nói thất thải vân la trưởng người của dược vương biện sao lại đến đây nay từ đầu không phải không có bọn họ sao trong mắt lão tam chứa đầy nhi hoặc lão tứ nghĩ một lát thở ơ khoát khoát tay cười nói hắc 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 đệ nhất nguyện đan sư độc tủ dược vương không phải cũng bị tiểu tử kia giết chích tư. nghe nói thì kể cũng bị cướp đi, đây là đánh lên mặt của bọn họ, sao có thể không giấu hổ giận giữ được, có lẽ bọn hắn tự động xin đi giết sặc, dù sao thêm một người, thêm một phần lực lượng, nhưng tại sao, bọn họ lại đánh ra thất thải vân la trưởng, chẳng lẽ lão tam nhớ mày, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, trong mắt lão tứ cũng sáng nghe, tốt ra tiếng, bọn họ phát hiện ra tiểu tử kia rồi, chúng ta nhanh đi trợ vận, nhưng, không đợi hai người bay đi, trong mây mù bỗng nhiên có hai người chạy tới, hai người vừa nhìn thấy, càng biết xác kinh hãi, đây không phải là hai vị trưởng lão đế vương môn ư, sao trên người lại trúng kịch độc của tất tải vân la chủ, lẽ nào bị ngộ thương, thế mà, trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, bóng mở kia trong nháy mắt đã đi đến sau lưng bọn họ. chương 330 đủ, giảo quyệt vô song một, sư, tiếng xé gió vang nghen, lão tam và lão tứ của U Minh Cốc Cấn còn đang hết đối tinh nhạc về hai vị trưởng lão đế vương môn trình không chung kia vì sao, lại trúng độc lôi vân rực của Trác Phàm đã đột ngột đâm tới lồng ngược lão tướng, chỉ trong thời gian một chớp mắt đã bị rực tiếp đâm xuyên qua. Lão tứ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác ở ngực bao đớn, thân thể không hề có lý do mà hiện lên một cỗ vi yếu, lực sinh mệnh đang không ngừng bị sói mòn, bịch một tiếng, ngã rúng, Lão tướng, lão tam giật bình, thét to một tiếng, thế nhưng lôi vân rực của Trác Phàm lại đã thẳng tắp đâm về phía lão, nhưng xem ra bình thường lão tăn lão tứ này cũng thường xuyên phối hợp, đến mức cho dù tùy ý đứng đó cũng tạo thành một góc kế tín có thể công, người có thể thủ, phụ trợ lẫn nhau, khoảng cách ở giữa cũng vừa đủ, đặc biệt sau khi chắc phàm đánh lén lão tứ, nếu lại muốn đánh lén lão tam thì chắc chắn sẽ không kịp, chỉ có thể lựa chọn một trong hai người, lão tam đột một nhảy về sau một cái, tránh thoát khỏi lôi vân dực đâm thẳng đến, nhìn lão tứ ngã trong vũng máu, trong mắt lão tam bất giác chớp lên ánh nước, nhưng lúc nhìn về phía chắc phàm thì vòng mắt đã đỏ bừng, tràn ngập cừu hận và phẫn nộ, trong mắt chắc phàm lóe lên đinh quang, hắn nếp nhìn đi thể dưới đất, lại nhìn cường và thiên huyền ở đối diện, tờ hồ nhìn ra điều vì, không khỏi nhét khóe miệng lên, người chính là ba vương trác phàm, lão tam giết chặt quả đấm, khi thế toàn thân độc nhiên đại phóng, vậy mà là cường giả tuyệt tí thiên huyền bắt giọng ảnh, dù trác phàm vùng thuốc, nếu giao đấu cũng chưa chắc có thể đánh thẳng, nhưng trác phàm vẫn không hề hoảng sợ, chỉ hơi gật đầu xác nhận, sau đó nhìn về phía kỳ thể lão tứ trên mặt đất nói, hắn là huynh đệ của ngươi, các ngươi này thường quan hệ rất tốt nhỉ, thì sao, ngươi giết lão thất, giết lão tứ, còn phế lão ngũ, hôm nay ta tuyệt sẽ không để ngươi còn sống mà rời đi. Lão Tam hung hăng khẽ cắn môi, tức giận đến mức toàn thân vương rẩy, nhưng cặp mắt phẫn nộ ấn tỉnh thoảng liếc nhìn về phía thi thể dưới đất, chắc phàm thu hết tất cả hành động của lão vào trong mắt, trong lòng không khỏi quỳ lạnh, lôi vân dược cuốn một cái, đem đi thể kia cuốn lại, ngươi muốn làm gì? Lão Tam vật mình, hét lớn, nếu những người khác làm địch nhân ta, ta chẳng những khiến hắn chết, mà còn phải lấy roi hung hăng quất nát thi thể hắn, khiến hắn chết không nhắm mắt. Chắc phàm lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tiên ngoan độc, lão tam quính nhem, vừa muốn rông đến, nhưng lại bị lời nói dai truyền chắc phàm ngăn lại, lão nghe thấy hắn ai thắn nói, nhưng mà, lão tam chợt dừng lại, nhìn chầm chầm vào hai mắt của hắn, thấy các ngươi huynh đệ tình thâm, ta sẽ bỏ qua do hắn đi, thực ra ta cũng có huynh đệ đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại phải chết dưới tay của u quỷ thất, nếu không phải như thế, đại khái ta cũng sẽ không có bất kỳ úp mắc gì với u minh cốc các ngươi, chắc phàm thở dài, lắc đầu bật cười, lão tam dưỡng vào dường như mới biết được lý do vì sao một tên tiểu tử của dòng thứ ba gia tộc lại có gan làm kẻ địch chống lại thất gia u minh cốc bọn hắn thì ra là thế nghĩ lại hành vi lúc nãy của chính mình phẫn ngộ sau khi bắt đi huynh đệ chính xác có khả năng rẽ không mang an nguy của bản thân xông lên báo thù vì huynh đệ dù vậy ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao lão tam lạnh hừ một tiếng độ khí không hề tuyên giảm chắc phàm cười rùi ra tiếng đầu ngẩng cao hiên ngang trên mặt lộ ra bá khí chưa từng có ta vì báo thù cho huynh đệ gây nên tai họa này hôm nay, không oán không hối, sao có thể cầu xin kẻ thù tha mạng, chỉ là hôm nay thấy ngươi và ta có cảnh ngộ giống nhau, nên mới không quất soi thi thể hán ta, đem thi thể nguyên vẹn trả do ngươi, ta cùng ngươi đường đường chính chính phân thắng bại, ngươi vì huynh đệ ngươi, ta vì huynh đệ ta, báo thù rửa hận, nói xong, chắc phàm liền hất lôi vân rực lên, đem thi thể lão tứ qua cho lão tam, lão tam vội vàng bước lên đón lấy, nhìn qua ánh mắt chắc phàm, ánh mắt lão tam hiện lên tia kính trọng, khí phát vượt mây quát to, được, hôm nay ta cùng ngươi đường đường chính dính, quyết nhất thừa hồng, cực, đột nhiên. Lão Tâm nói dưa dứt lời nhưng khí thức bã bị ngưng trệ, chợt cảm thấy ngực bình dâng lên một trận ý lạnh, cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết lúc nào, vị trí lồng ngực của lão đã đột một xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, máu ổ ổ dày ra không ngừng. Lão Tâm không thể tin nổi nhìn về phía chắc phạm ở đối diện, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kết quả này là sao, lão thử vẫn chưa làm một vố lớn với tên tiểu tử này, sao lại không giải thích được mà chúng chiêu thế này, khóe miệng nít lên một đường cong tà dị, Trác Phàm vẫy tay, phốc, tiếng vang vòn phát ra, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên xuyên qua từ sau lưng lão Tam mà ra, bay trở về bên người Trác Phàm, không ngờ nó đã mở cho lão một lỗ máu to, kinh ngạc nhìn qua nơi đó, lúc này lão Tam mới phát hiện đó là một anh nhân trẻ dơ sinh người ánh kim quang, đây là ma vật của ta, lúc trước ta giấu nó ở bên trong thi thể, ném qua cho ngươi, nhân cơ hội thừa cơ đánh lén ngươi, vì làm giảm lòng phòng bị của ngươi đinh câu chuyện huynh đệ bị giết kia, cũng là ta tự dựng lên, ta giết u quỷ thất, cũng chỉ nhìn hắn không cuộn mắt mà thôi chắc phàm quát quát tay với lão tam lộ ra nụ cười như một ác ma vĩnh biệt tam trưởng lão của u minh cốc trọng tình trọng nghĩa hy vọng tiếp sau ngài đừng dễ dàng tin tưởng lời nói của người xa lạ nữa đặc biệt là kẻ địch của ngài ha 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 lão tam chầm chậm ngã về phía sau thân thể dần dần phát lạnh chẳng qua thứ sau cùng in vào ánh mắt của lão trước khi chết càng khiến lòng lão càng thêm phát lạnh đó chính là nụ cười của chắc phàm ma vương chắc phàm giảo quyệt khó lòng vòng bị khó trách ngay tả lão thất cũng không phải đối thủ của hắn Độ, lão tam nổ vào bên cạnh thi thể lão tứ, suy nghĩ trong đầu đã đình chỉ, nhưng nôi đồng tử vẫn một bực bờ to, bốn mắt nhìn nhau với lão tứ, hai người đều chết không nhắm mắt, bọn họ vốn phụ mệnh đến tiêu diệt chắc phàm, lại song song đần độ u mê chết đi, không cam tâm cũng là chuyện khó trách, ngúi, lãng phí thời gian ở chỗ này quá lâu rồi, đi giúp nhiêm lão đạ, thở dài, trác phàm không xem hai thi thể kia tiếp tục chừng nhau nữa, hắn thu hồi huyết anh, sau đó phóng nghênh không chung, chỉ sau bấy hơi thở, đã bay đến trình không trung ở phía bắc cánh rừng giờ khác này hai vị trưởng lão của đế vương môn đều đã biến thành một bành xanh biếc đều là cao thủ thiên huyền cửu trọng nhưng bởi vì thân chúng kịch độc thực lực thiên huyền cửu trọng cứ thế bị suy si giảm đến thực lực thiên huyền tứ trọng cảnh có điều họ đều là luyện thể tu giả dù bị như vậy nhưng thực lực vẫn mạnh mẽ y nguyên trông không hề giống cao thủ thiên huyền lục trọng trở xuống nghĩ lại ngày đó hoàng phủ thanh vân thực lực thiên huyền nhỉ trọng nhưng vẫn khiến rất nhiều cao thủ thế gia khác phải chấn kinh thì có thể thấy rõ sự lợi hại của luyện thể tu và đế vương môn chương 335 giảo quyệt vô song hay, hiểu lầm, hiểu lầm, lão vu đánh lầm rồi, lão vu tưởng rằng ác ma chắc phàm núp ở chỗ đó, đánh rắm hai người chúng ta mặc trang phục kim sắc của đế vương môn, thiên hạ có ai không biết, người thân là người trong dược vương điện, sao có thể không biết đạo lý này, rõ ràng chính là cố ý, người đứng lại đói vào lão vu, chờ hai người lão vu đem ngươi lóc va rút xương, lại đi dược vương điện tìm địa chủ các người tính sổ, vân giữa không chung, độc thủ dược cương bị dọa chạy dối chết, hai trưởng lão đế vương môn tì đan buổi theo sau lưng bởi vì độc thủ dược vương bị đồn răng đã chết, với lại lão đã triệt để giải trừ độc tố còn sắp vại trong cơ thể, trong nháy mắt trẻ ra mười mấy tuổi, hai trưởng lão này không hề nhận ra lão ta, có điều lão cũng không dám tự thừa nhận, đã làm phản đồ, nếu như bị nhận ra, còn không bị toàn bộ dược cương điện đế quốc phát lệnh truy nã sao, tuy lão là độc củ dược vương, nhưng không có bản sự của chắc phàm, càng không có cái can đảm đến ứng phó với truy sát của toàn bộ đế quốc, chắc phàm Trinh không trung nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thổn thức một trận, đây là cái vị uy phong tám vương ở trước mặt hoa vũ lâu thì không ai bị nổi độc tủ dược vương a à. làm sao ở trước mặt trưởng lão của đế vương ngô lại bị dọa đến như bộ dạng của cháu trai thế này ai ra đây là do đế vương môn quá mạnh hay là do độc thủ dược vương yếu đi đây trong lòng trác phàm đã biết đáp án nhưng vẫn không muốn thừa nhận bởi vì nếu thật như thế mà nói phiền phức mà hắn vải đối mặt cũng quá lớn rồi đế vương môn trong vòng 10 năm ta tất sẽ ở trên các ngươi trác phàm trong mắt lóe lên hàn mang định lẩm bẩm phát lời thẻ mà độc thủ dược vương nhìn thấy trác phàm tới đây không khỏi vui mừng hớn hở, lão như nhìn thấy cứu tinh đến, khách lớn, chắc quản gia, nguy dốt cục vũng đến rồi, nhanh tới cứu lão, nói xong, đầu củ dược vương liền trúng sau lưng chắc phạm, mà lúc này đây, hai tên trưởng lão đế vương môn cũng nổi theo đến, nhìn thấy lôi vân dược sau lưng chắc phạm, không khỏi kinh ngãi, tu vi đoán cốt cẩn, sau lưng mọc lên lôi dược, người chính là kẻ đại náo hoa vũ thành ma vương chắc phạm sao, không vay, hai người các ngươi là người của đế vương môn, trong mắt chắc phạm hơi híp lại, lạnh lùng nói, hai người kia gật vật đầu, lại kỳ dị nhìn qua độc thủ dược vương sao lưng ngắn, không hỏi kinh hoàng ngạc nhiên tình ngộ, thì ra là thế, lại có người của dược vương điện, đầu nhập vào ma vương chắc phẩm, khó trách hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén hai người dúng ta, người bây giờ còn dám nói ngươi không phải cố ý, độc thủ dược vương không khỏi biếu môi, không lên tiếng, thấy hắn ngầm từ nhặng, hai người kia không khỏi lại quỳ lạnh, gực, ngươi nghĩ rằng hoàng cực bá thể quyết đế vương môn chúng ta vì sao có thể trở thành đệ nhất trong bảy nhà, thất thải vân la trưởng của ngươi lại có thể làm gì được chúng ta, xem chúng ta đem hai người các ngươi lóc ra rút xương, mang về giao nộp, gực, khoát lắp mà không cần nhấp rõ ràng thực lực bang vàng xuống, còn thế nào đánh với chúng ta, chắc phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng nói khinh thừa, lướt nhìn nhau, hai người kia đều cười to, thì ra tính toán chúng ta bây giờ thực lực giảm xuống, chỉ có thực lực thiên huyền tứ trọng, chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng lấy bệnh của các ngươi như trước, ta không tin, không bằng các ngươi giết hắn trước ta xem thử xem, chắc phàm cười khẽ một tiếng, nắm lấy độc củ dược vừa liền ném đi qua, độc thủ dược vương giật mình, trong lòng hoảng hốt, sắc phàm đây là muốn bán lão sao, hai người kia cũng tạm thời nây ngốc mơ hồ không ngõ, sau khi nhận lấy độc thủ dược vương, bột tay chế chủ lão, thấy toàn thân lão run dậy, không dám phản kháng, liếc nhìn nhau, càng thêm kỳ quái, chắc phàm hơi nhách khóe môi lên làm cái đường ông cà dị, tản nhiên nói tiếp, các người giới nhìn hắn thấy các người thì nhát như chuột, nhưng thực chất của bản sự cũng không nhỏ đâu, vừa rớt gầy. Một đạo hồng quang tình ninh thao thân thể của độc thủ dược vương thoát ra, chỉ nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể của một vị trưởng lão đế vương mô, sau một khắc, vị trưởng lão kia bỗng nhiên dừng thân, không thể động đậy, ngay sau đó, lấy mắt trần có thể nhìn thấy tốc độ khô bắt của cơ thể, lực sinh mệnh đã nhanh chóng bị xói mòn, trông thấy cảnh tượng này, không chỉ có tên trưởng lão còn lại của đế vương môn hoảng sợ kinh hãi, vội vã huy lại năm mươi sáu mươi trưởng, ngay cả độc thủ dược vương cũng hoàn toàn bị hoảng sợ, trước đây lão vẫn chưa từng thấy quật chắc phàm dùng huyết anh và thiên ma đại hóa quyết để giết người, lần này gặp thấy, trong lòng càng khó có thể tin kế gian sao lại có thủ đoạn tàn nhẫy như vậy chắc phàm chậm rãi đi đến trước người độc cửu dược vương ngăn lão ở phía sau mình còn bản thân thì vụng trộm triệu hồi huyết anh về thể đội. lại nhìn qua trưởng lão đế vương môn ở phía xa cười nói ngươi đã thấy bản lĩnh của lão rồi chứ bây giờ ngươi còn nghĩ có kỷ nhẹ nhàng lấy đi tính mệnh chúng tăng vì trưởng lão kia hiện tim đập loạn nhịp hoảng sợ không nói nổi thành này lại nhìn về phía độc cửu dược vương càng thêm kiêm kỵ bỏ đi lão đầu kia không biết là thần tánh vương nào dù sao cũng chỉ bắt được chắc phàm kia lạn thì lão vu đại công cáo thành, không cần phải giao củ với lão đầu quỷ dị kia, con ngươi láo liên, trưởng lão đế vương môn hít một hơi thật sâu, há to miệng, cười phá hen, ha 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 hảo tiểu tử, vậy mà ngươi cũng tìm được chỗ vận lợi hại đấy, hôm nay lão vu bỏ qua cho ngươi, có điều là ai, đột nhiên, trưởng lão kia nhất chỉ về sau lưng của hai người chắc phàm, giống to một tiếng nghi ngờ, hai người chắc phàm giật mình, quay đầu nhìn qua, cũng ngay trong nháy mắt này, trưởng lão kia của đế vương môn nhất miệng cười một tiếng, lộ ra khuôn mặt đạt được âm mưu, chân đạp xuống ngáy lực, trong nháy mắt gấn đến gần trước người của Trác Phàm định bắt Trác Phàm đi, độ, thế nhưng lão ta chưa kịp đụng được một sợi tóc của Trác Phàm, một vệt kim quang đột nhiên từ thể nội Trác Phàm xông ra, nhất thời mở ra một lỗ máu trên lồng ngực của lão ta, Trác Phàm quan thai xoay đầu lại, nhìn về phía trưởng lão đế vương môn đang cực kỳ kinh hãi, quỳ nhạo nói, lại cho giết lừa gạt tiểu hai từ ba tuổi này, các ngươi vẫn còn đang vùng sau, Hiện tại ta đã biết cái gọi là tứ vi phát triển, đầu óc đơn giản rồi, Trác Phàm bật cười khẽ, nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy, người kia lập tức rơi xuống như một kiện đồ bỏ đi, rơi vào vực sâu không đáy, nhìn hai cao thủ đế vương môn vậy mà bị giải quyết xong dễ dàng thế này, độc thủ dược vương nhìn qua chắc phàm ánh mắt đã kinh nhập đến nơi. người, hiện tại lão cũng mới biết được cái gì gọi là trong lúc nói cười, cột buồm mái trèo tan thành mây khói, chương 336, thần tán một, hưu, một vệt sáng kim quang lấy le, quyết anh bay nửa vòng trinh không chung, rồi quay trở về bên người trác phàm. Độc thủ dược vương vừa kinh ngạc nhìn đứa bé kim sắc này, vừa giật mình lo lắng nói, lúc nãy là chuyện gì xảy ra vậy, rất đơn giản, lúc trước lão bị bọn họ đuổi đến chạy chối chết, bọn họ tự nhiên mười phần khinh thường đối với lão, cho nên lúc ta đẩy lão đi qua, đã để trong ma vật của ta ở trên thân thể lão, từ cơ đánh lén chúng một người, chắc phàm nhất khóe miệng, trên mặt rộ ra một nụ cười mang theo gian trá, một tỷ cuồng giả thiên nguyên vô duyên vô cấu bảo bình, người còn lại khẳng định sẽ giật nảy cả mình, ta thừa cô triệu hồi ma vật về thể đội, lúc này, hắn nhất định sẽ cản rú giọng lão hơn cho rằng lão trước báo ngôn cường giả giả heo ăn thịt hổ, so sánh với nhau, hắn ta sẽ nhận định là ta tương dễ đối phó hơn, tự nhiên cũng sẽ ra tay với ta, vì có thể nhanh chóng đắc thủ, hắn ta sẽ đem một phần lực chú ý đặt ở trên người của ta, một phần khác kỳ ở trên người lão, kiểu này lại cho ta tạo cơ hội tốt dùng ma vật đánh nén, độc thủ dược vương nháy mắt mấy cái, dường như còn có chút mê măng, chắc phàm cười to, thản nhiên nói, tóm lại, bọn họ giả dĩ rét, lý do một là quá tự đại, hai là quá cùng vọng, ba là quá ngạo mạn, chậm, chắc quản gia, đây đều cùng một ý thứ mà. Độc thủ dừa cương nhét miệng, lẩm bẩm nói, lông mày chắc phàm nhíu lại, quải mái cười to, ha 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 không say. Đây gọi là bệnh chung của cao thủ, nguyên bản nếu ta giao đấu chính diện với bọn họ, thì chơi rắc là đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ quá mức kiêu ngạo tự mãn, chẳng bức trước mặt người khác ngược lại cũng không có gì. Thế nhưng ở trước mặt lão tử này, chỉ cần có một tia sơ sẩy, lão tử sẽ để hắn chích phong có rô rô. Trong ngầm độc tủ dược vương không khỏi run lem, nếp nhìn chắc phàm thật sâu, trong mắt càng lộ vẻ kính phục, hiện tại lão tỷ bị nghĩ kỹ lại, cũng hoàn toàn làm rõ tất cả mọi thứ đã phát sinh lúc trước, mỗi một câu của Trác phẩm, thực ra đều là hồi nhử dẫn dụ hai trưởng lão đế vương môn mắc câu, trong lúc lơ đắng, đem hai người chém giết hết, đều nói chắc phẩm đã sớm bố trí cải bẫy, chả bằng nói là án nhất thời này ý, tam dò tâm tính của hai người ca, hướng dẫn họ rơi vào trong bẫy, tâm kế này, quả thật hiếm thấy trình đời, khó trách ngay cả u quỷ tất cũng bị hắn giết, nghĩ đến đây, độc thủ dược vương không tự giác cúi đầu tật sâu trước trác phàm khuôn mặt đầy vẻ kính nể trác quản gia trí dũng song toàn mưu lược hơn người thật sự là tướng tài chỉ là khuất phục làm một quản gia quả thật nhân tài không được trọng dụng gừ, lão không cần nịnh nọt ta ta có tài cán vì chính ta rõ ràng nhất nếu ta muốn nghĩa vị cực cao hoặc là chiếm lấy thiên hạ cũng không phải việc khó gì chỉ bất quá ai ra trác phàm thở dài một tiếng sa âm nhìn về phương hướng phong lâm thành tất cả những thứ này đều không phải là hắn muốn hắn chỉ muốn lạc ra bình an, kiếp này không còn xuất hiện bất kỳ tai nạn gì. Đây không chỉ là tâm ma của hắn vây khốn tạo cảnh, trong lúc lơ đắng, đây đã trở thành mục tiêu cũng như mong muốn trong lòng của hắn. Thế nhưng độc tủ dược cương không biết mọi nguồn bên trong, còn tưởng rằng có ẩn tình gì khác, con ngươi khoảng trừng manh quanh mấy vọng, mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm chấn động kinh ngạc, nghĩ đến chắc phàm tuổi còn trẻ bà đã tần thông như thế, lại cam làm quản va của bộ tộc, quản gia kia là người gì, tâm phúc nào của gia chủ, cái gọi là nhận ủy thác của người, dốc lòng hết sức vì người làm việc, có thể bồi dưỡng được phát phàm tuổi còn trẻ, nhưng lại có tài năng xuất chúng, gia chủ của quận vang ma vương, là nhân vật không tầm thường thế nào chứ. Hơn nữa trong bộ dạng của Trác phàm chính là khăng khăng một mực đối với vị kia của lạt gia, gia chủ lạt gia là nhân vật đáng kính như thế nào, thiên vũ có đại gia tộc dạng này, tại nhân vật, lão thế mà chưa nghe nói qua, hiện tại chỉ muốn lập tức gặp được, độc thủ dược vương bất xác càng hương vấn, trong lúc vô tình, trong tưởng tượng của độc thủ dược vương, gão đã sơn lạt ra như gia tốc so với bảy tí gia còn lại càng to lớn hơn đã coi gia chủ lạt gia cũng là tồn tại khiến người tôn kính hơn so với gia chủ bảy nhà thậm chí là cả hòn đế thế nhưng hắn căn bản sẽ không ngờ được lạt gia ngay cả gia tộc hàng nhất vẫn chưa bút chân vào gia chủ lạt gia cũng đã chít ngạt từ lâu chỉ còn lại một đôi trai gái lại oai hưu quạnh nếu không phải chắc phàm vất hiện đôi nhi nữ này đoán chừng cũng phải trao rồi tưởng tượng rất tốt đạp viện từ rất xương dầu câu nói này chắc đợi đến khi độc thủ dược vương nhìn thấy lạt gia một khắc này mới có thể sâu sắc cảm nhận được tốt chúng ta lên đường thôi thở sau chắc phàm chuẩn bị khởi hành lần nữa tàu cụ dược vương cười nói chắc quản ra hai cái kia cũng dọn dẹp thạch sẽ rồi hả chắc phàm biết lão nói chính là hai điểm mai phục điểm khác không khỏi trận mắt nói đói nhảm không hạ hụt bốn lão ra hỏa kia trước lão tử nào có rảnh tới cứu lão hả ha ha hà nói cũng đúng chắc quản ra thật sự lợi hại quái hoạt lâm u minh cốc tất cả bốn vị cao thủ thiên huyền trong nháy mắt đã giải quyết xong lão phù thì chỉ hai cái cao của thiên huyền của đế vương môn cũng ứng phó không được, thật sự hổ thẹn hổ thẹn, tộc thủ dược cương nhịn không được quê en, trong mắt càng thêm kính nể trác phàm, mà càng kính nể trác phàm, hắn đối thực lực của lạc xa, càng có lòng tin, nội tâm tưởng tượng, cũng phóng đại vô hạn ở trong đó, đột nhiên, trác phàm đứng lại, độc củ dược vương dưỡng giả, không hiểu vì nhìn về phía hắn, ánh mắt trác phàm khẽ hít một cái, thản nhiên nói, nghiêm lão, lúc nãy ta nghe hai cái lão đầu của ái hoạt lâm nói lần mai phục này là lãnh tiên dinh ăn bài chương 337, thần toán hay, cái tên lãnh tin dinh lão biết phong, lãnh vô thường, thế mà, chắc phàm vừa dứt lời, độc thủ dược vương đã ngăn không được kêu lên sợ hãi, ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng trở đê ngưng trọng, nhíu mày nhăn chắn, khó trách, ta nói trở về phong lâm thành có nhiều đường như vậy, vì sao bọn họ hết lần này tới lần khác lại chắn ở trên con đường này để phục kích chúng ta, nguyên lai là lãnh vô tử an bài, lãnh vô thường này, lão biết, độc thủ dược vương hơi gật đầu, nhìn về phía giác phàm, thở dài, nói đến lãnh vô thường này với chắc quản va, còn tính là đồng căn tương suốt đấy, ngủ nội hắn, ta với hắn lại không quen biết, cái gì mà xuất cùng một nguồn gốc, chắc phàm không khỏi nhíu mày, thần quang trong mắt nháy bắt ngưng tụ, dường như nhìn ra chắc phàm không hiểu, độc thủ dược vương cười khoát tay một cái nói, ha 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 chắc quản gia không nên hiểu lầm, ta nói là cái lãnh vô thường này và chắc quản gia giống nhau, đồng dạng là xuất thân quản gia, đại quản gia của đế vương mô, cái gì, chắc phàm không khỏi giật mình trong lòng trong nháy mắt có tính toán, đế vương môn đứng đầu trong bảy nhà, thực lực mạnh mẽ, có thể làm bại quản gia ở đó, phù trợ cho ta chủ, tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ. Thiên vũ đế quốc công nhận ba vị trí tinh có trí tuệ ập nhất, thừa tướng ra cát trùng phong đương nhiên không cần phải nói, trong thiên hạ không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn làm ra quyết định, lại tuyệt đối là chính xác, điều này không ai có thể phủ nhận. Thiên vũ đế quốc mấy trăm năm nay vẫn luôn không ổn định, ngoại tộc xâm lấn không ngừng, thẳng đến khi hắn ngồi đến vị trí thừa tướng, mới lại ổn định lại, làm người đứng đầu trong đứa trụ, hoàng đế hận hắn, nhưng lại không thể rời bỏ hắn, thất ra cũng đều kiêng kỳ hắn, không phải là không có đạo lý. Độc thủ dừa cương vung ống tay ảo, bắt đầu chậm rãi kể lại, mà trí tinh thứ hai của thiên vô đế quốc, chính là đại quản gia này của đế vương môn, thần tuấn tử, lãnh vô thường, đế vương môn là họ hàng xa của hoàng thất, thường lấy đế vương chi thuật dạy bảo hậu nhân, bọn họ quản gia, cũng là lấy tài năng tửa tướng để bổ nhiệm, cho nên lãnh vô thường này tuy là thân vận quản gia, nhưng ở trong đế vương môn có quyền cao chức trọng, tương đương với vị trí của gia cát trường phong tại thiên vũ đế quốc mà nói kỳ tài nghe đồn hắn cũng không kém gia cát trường phong nhưng cũng chưa từng thấy bọn họ bạo sức mưu trí chỉ gà lãnh vô tường bói toán phong hề sai sót lại là chỗ làm người ta kính phục nhất vậy trí tinh thứ ba là ai chắc phàm thấy độc cửu dược vương đột nhiên dừng lại không khỏi nghi hoặc hỏng. độc cửu dược vương cười tươi lắc đầu đưa tới một cái ánh mắt có chút mập mờ ha 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 chắc quả ra đây không phải biết rõ còn cố hỏi à cái chí tinh thứ ba này không phải mới bị đài làm thịt à thất phiếu quỷ linh lung u quỷ thất, chắc phàm liền kịp phản ứng, độc thủ dược vương ngật gật đầu, cười to, ha 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 không dạy, dí tinh thứ ba, tất phiếu quỷ linh lung, on hiểm đàn nhẫn, nhiều lần xuất độc kế, nhưng lại đủ phải chắc quản gia đây càng hơn người một bậc, thay thế vào đó, như vậy hiện tại, chắc quản gia cũng là trí tinh thứ ba của thiên vũ rồi, đi đi, đi đi, thiếu nương hắn vuốt mông ngựa, lão tử giết hắn vần túi là cường sát, lão tử cũng không ví đầu óc với hắn, bệt mỏi, Trác phàm vất vất tay, không khỏi cười mắng, Đầu củ dược vương khẽ vút tròm rau, sáng tỏ gật đầu, lão bán cũng thế, u quỷ thất kia ti so ra kém hai người phía trước, nhưng cũng không đến mức bị người tùy tiện tính kể, hẳn là chết so thực lực tua kém đi, ghế ti, lẫn vô thường này, tại mặt mưu trí quỷ kế mà nói, thật sự còn mạnh hơn u quỷ thất, sau khi cười xong, chắc phàm lần nữa con mày, lại không thể không đối mặt với đề tài làm cho người ta ngưng trọng, gật vật đầu, độc thủ dược vương bật cười ra tiếng, ha ha ha, nào chỉ là mạnh, bói thế này, ra cát trường phong bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý, lãnh vô thường thần cơ diệu toàn, tính toán không bỏ sót, u quỷ thất âm hiểm độc ác, quỷ kế bách biến, so sánh với hai người phía trước, u quỷ thất chỉ tiên về âm mưu, lại là hạp hòi hơn rất nhiều, mà hai người phía trước, càng thiên về dương mưu, âm mưu là phòng, dương mưu có thể cấy được, âm mưu và trần tức vô sách, dương mưu nhất định khó phá chảy, ở trước mặt u quỷ thất, Ngươi có thể nhìn thấu hắn dùng đủ kiểu gian trá, nhưng ở trước mặt gia cát trường phong và lãnh vô thường, hắn minh minh bạch bạch nói cho ngươi đó là cái bẫy, ngươi cũng không kể không nhảy vào, ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu, chắc quản va, ngươi biết tranh lệch giữa bọn hắn đi, độc thủ dược vương thở dài, sắc mặt càng ngày càng mương trọng, bây giờ lãnh vô thường đã rất cũ vậy về sau chúng ta hành sự càng phải cẩn thận, chắc phàm gật đầu, trong lòng đã có phán đoán, nếu đối phương là ví tinh vượt sao u quỷ thất, vậy thì mình không cùng hắn do trí kỹ, chỉ cùng hắn do thực lực, cái gọi là dốc hết toàn lực, đến lúc báo coi như hắn ta thần cơ diệu quán thì thế nào, ngăn không được chính là an không được đây mới thực sự là dương mưu, thực lực mới là đạo lý quyết định, cho nên việc cấp bách hiện tại vẫn là phải đem tinh lực bạt cầu việc tìm cùi và trợ dẫn cho lạt ra đi lên. Vục, đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hoàng hốt, kéo ống tay áo độc cổ dược vương, bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi. Địch, sao vậy? Chắc quản gia, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trác Phàm bộ dáng kinh hoàng như thế, độc thủ dược cương kinh ngãi hỏn, mí mắt bất giác run run, Trác Phàm bắn chặt hàm răng, trên mặt vô cùng lo lắng đáng chết, bọn họ cuối cùng vẫn vái ra cường giả thần chiếu, lần này, ngay cả độc tủ dừa cương cũng hoảng hốt, trong mắt vái lên mê mang, cái kia làm sao có khả năng chứ, chương 338, thần chiếu công vụ một. anh, cách eo chứ phàm bọn họ ngoài một dặm, một vị lão giả thân hình cao lớn khôi ngô, tóc bạc trắng đang thành thành thơi thơi bay về hướng bọn họ, Bột nhiên nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao, lão giả xong mắt giấy lên một tia nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, cười khẽ một tiếng, cái kia làm sao có thể, hai tên gia hỏa kia một tên đoán cốt cảnh, một tên thiên huyền cảnh, đều không phải à thần chiếu cường giả, làm sao có thể phát hiện lão vù ở bên ngoài một dặm, có lẽ là do thật sự vội vàng muốn kịp lên nửa mới đột nhiên bay nhanh như vậy đi, nhịn phong được cười lên một tiếng, lão giả cũng vì di bắn không thể tưởng tượng được cửa bới lái lên kia mà tự diễu không thôi. Nếu là trên nơi này đến một tên bám cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh cũng liền có thể tùy tiện phát hiện hành tung của cao thủ thần chiếu, cạnh, cái này thần chiếu cảnh cũng không cần làm nữa, thực sự quá phế vật, lão giả trong lòng thầm nghĩ, tiếp đó lại dùng nguyên thần dò sát kỹ lưỡng một phanh tình huống bên ngoài một dặm, cư nhiên ánh mắt không khỏi sáng lên, lớn tiếng khen, hảo tiểu tử, bột tinh đón cốt cẩn, một tinh thiên huyền cảnh lục trọng, cư nhiên cứ thế mà giết chết tên thiên huyền cảnh trưởng lão của ba nhà, đã thế tự thân nông tóc không tồn hao gì, hấp hấp hấp, truyền ngôn quả nhiên là thật, trên tân tiểu tử này nhất định có luyện thể công pháp mạnh hơn hoàng cực bá thể quyết viện thể công pháp, lão giả nhếch miệng lên, trong mắt vói lên một tia hưng vấn, tốc độ thân ảnh đột nhiên lần nữa tăng lên thế nhưng hắn vừa tăng tốc, chắc Phàm bên kia lập tức cảm ứng được, lập tức lôi kéo độc cửu dược vương lần nữa tăng tốc. Lần này, lão giả kia rốt cục mới phát hiện, nguyên lai hành tung của Bình đã bại lộ, nếu không, chắc Phàm hai người không có khả năng dựa theo tốc độ của hắn biến hóa, mà cũng biến hóa theo a, à. vừa mới nói câu kia thế nào, nếu là thần chiếu cảnh bị đoán gốc cảnh cùng thiên huyền cảnh phát hiện hành tung, như vậy chính là cái phế vật, bất sắc mặt trở nên đỏ đỏ, lão giả kia hận không thể vào miệng mình hai cái, điện quả đen, thế nhưng lúc nhìn về phương hướng của chắc phạm, ánh sáng vong mắt lại là càng thêm hưng vấn nêu rất nhiều. Khắp khắp khắp, tiểu tử này quả nhiên là tinh quái vật, có thể ảm được kịp bằng người khác không thể ảm được. Thú vị thú vị, vừa rớt lầy, tốc độ của lão giả bỗng nhìn lại ra tốc 10 lần có thừa, chỉ là máy hơi thạo, liền đã tiến vào phạm vi cách hai người chắc phạm ngoài ngàn mét, không khỏi kinh sợ. Chắc phàm lập tức quay đầu nhìn qua, đã nhìn thấy thân hình lão, nhịn không được hét gấng, hỏng bét, lão đầu kia đuổi theo, tái gì, nghe như vậy, độc thủ dược vương giao khi nghe được cũng quay đầu nhìn một chút liền trong nháy mắt hít vào một bụng khí lạnh toàn bộ mặt mũi đều đột nhiên hoảng sợ biến thành trắng bạch thế nào lại là cái lão ma đầu này mạng ta xong rồi người biết hắn chắc phàm khẽ giật bình nghi ngờ nói quỳ khổ ợt vật đầu độc thủ dược vương sắp khóc đi ra làm sao có thể không biết thế hệ của chúng ta không có người không biết cũng không có người không e ngại cái lão ma đầu này hắn đến tộc cùng là tin cương cùng tôn lệ kinh thiên độc thủ dược vương liếm liếm bờ môi trên đầu mồ hôi lạnh đã ngăn không được mà ngứa ra, chắc phàm không khỏi giật mình, hắn trước giờ chưa từng thấy độc củ dừa cương bị dọa hoảng thành cái dạng này, người này cũng xem như là thần chiếu cường giả, lấy cái vần ngạo cốt đó, ốm không nên nhát gan đành bộ này đi, thế mà đúng vào lúc này, một tiếng to quầy to đột nhiên từ phía sau lưng hai người vang lên, ha ha ha, đừng chạy, lão phùng nhận ra ngươi rồi, ngươi không phải là nghiêm tùng tiểu từ kia sao, còn có bên cạnh cái tân tiểu quỷ kia, chắc là chắc phàm đi. Các ngươi hai cái đều dừng lại cho lão phu lão phu tìm các ngươi có việc, độc thủ dược vương nhắm mắt lại, khóe miệng không khỏi co quắp làm sao ngoại hình của lão phu đã thay đổi nhiều như vậy, hai tên đế vương môn trưởng lão kia cách lão phu gần như vậy, cũng chưa nhận ra được, người cách xa như vậy, Tì liếc một chút liền nhận ra, lão phu cùng người cũng không quen biết a à, thế nhưng rất nhanh, hắn liền thì phản ứng lại, cái lão mà đầu này thế nhưng là tần chiếu cường giả, dùng nguyên tần dò sát, tự nhiên là càng dễ nhận ra. Chắc phàm đã cảm giác bực hai tay độc tủ dược vương truyền đến run rẩy, trong lòng không khỏi càng kinh hãi cái này nha tuyệt đối không phải là dạng hiền lành nhỉ. Hai người bọn họ nếu bị bắt lại đoán chừng khó mà đào quát được, ngu mới nghe lời ngươi nói mà dừng lại. Sau đó sau lưng lôi vân rực mở ra, tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh gấp bôi. Hừ, rượu mời không cũng chỉ thích uống rượu phạt, ánh mắt khẽ bột cái, trong mắt lệ kinh thiên lé lên một đạo lãnh mang. Sau một khắc, một tiếng ông truyền ra, một đạo gần sóng gần như ngưng thực, phảng phất giống như là một thanh lợi kiếm, đột nhiên hướng chắc phàm hai người bắn tới, ý niệm giết người, không khỏi sợ hãi cả kinh, Trác Phàm vội vàng quay đầu liếc nhìn người kia một cái, trong hai con người, mọn lửa màu xanh lóe lên liền biến mất. Ô, đồng dạng một đạo gợn sóng gần như thực chất tản ra, tuy rằng còn không đạt được đến cấp độ dùng ý niệm giết người, nhưng đã tại dung quanh hai người bọn họ bố trí dung phía dưới một đạo ý niệm vòng phòng hộ. Ô, ý niệm của Lệ Kinh Thiên cùng Trác Phàm đụng vào nhau, khiến cho không gian ngăn không được chấn động. Trác Phàm cảm giác đầu đau xót, trên chắn thanh viêm chợt lóe lên. Tiếp đó, Trác Phàm nhìn lôi kéo độc thủ dược vương, lần nữa gia tăng tốc độ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuy cường độ nguyên thần của hắn đạt đến thần chiếu cảnh, nhưng cùng cường độ nguyên thần của tên lệ kinh thiên mà so sánh, còn có một khoảng cách lớn, lần ý niệm va chạm vừa nãy, thế mà khiến thanh viên trên chắn hắn bị đụng văng ra ngoài, trong lòng của hắn minh bạch, cái thanh viêm này là thủ hộ hắn nguyên thần, thanh viêm hiện hình, thì đại biểu ý niệm vừa nãy của lão đầu kia đã bổ trình độ để uy hiếp được nguyên thần của hắn nguyên thần, tuy nhiên còn không đến mức có thể tiêu diệt được nguyên thần của hắn, giết hắn, nhưng tối thiểu có thể đả thương tới nguyên thần của hắn, vừa mới nãy nếu không phải thanh viêm kịp thời khoáng hiện, bắn chừng hắn hiện tại đã bị chấn đến ngất đi, đây chẳng phải là thúc thủ chịu trói sao, thế nhưng ngắn trong lòng kinh nhãi, lệ kinh thiên ngoài ngàn mét sau lưng, thì càng là cả kinh đến trợn mắt há hốc bổng, chương 339, thần chiếu cung vụng hay, thử nghĩ một hồi, chỉ có thần chiếu cảnh mới có thể đắm dư ý niệm công kích, kế mà xuất hiện ở trên thân một tên đoán cốt cảnh tu giả, vậy thì tương đương với việc nhìn thấy lão hổ mọc cắn, bay trên trời rồi, không chỉ là chuyện không có khả năng, mà lại là nếu thật sự có phát sinh, chính là biến gái một cách bất thường, lão hổ đã là thú trung chi vương, nếu là lại có thể bay lên trời, tây chẳng phải là tin hạ ô địch sao, hiện tại, chắc phàm cho hắn một loại cảm giác chính là cảm giác này, bán cốt cảnh đã nắm giữ được cần chiếu cảnh tần thông, đến lúc hắn đột phá thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần muốn mạnh đến lại đáng sợ cấp độ nào à, chỉ sợ đến lúc báo, cho dù là cùng là thần chiếu cảnh cao thủ, cũng có thể bị tiểu tử kia dùng một cái ý niệm trong đầu chém giết, nghĩ đến đây, lệ kinh thiên liền lạnh giống lưng, không khỏi dùng mình khó trách ngựa hạ thất xa xúc động lớn như vậy, cũng muốn đem tiểu tử này đuổi tận giết tuyệt, quái vật giống như vậy, xác thực không thể linh lại, nếu là linh lại, nói không chừng so với tiểu quái vật bay giam năm trước kia, còn còn đáng giả ha. Nghĩ đến đây, lệ kinh thiên trong mắt lần thứ nhất ghé qua một đạo sắc ý trần trụi, nếu như lúc trước hắn đối với chắc phàm vẫn chỉ là cảm thấy ương thú, cũng không có chuyện nghĩ đến việc muốn giết hắn, nhưng bây giờ lại, cũng đã không thể dễ dàng bỏ qua để hắn tồn tại trên đời này được. Kế nhưng trước lúc giết chắc phàm, hắn nhất định muốn đem chính mình tâm nguyện đi hoàn thành, sau đó trong mắt thần quang ngưng tụ, lệ kinh thiên dưới chân bỗng nhìn bước ra một bước, trong nháy mắt tựa như một đạo nghi lưu tinh bay về phía hai người giác phẩm, chớp mắt liền tới gần, hai người chắc phẩm thậm chí còn không có kịp phản ứng lại, hai bàn tay giống như kìm thép bã là trong nháy mắt bắt được cổ bọn hắn, ha ha ha, nhìn các ngươi hai tên này, còn hướng chỗ nào chạy, thật nhanh, chắc phẩm không khỏi kinh ngãi trong lòng, lông mày nhăn lại, suy nghĩ có nên xuất động huyết anh để đánh ngén nhưng là rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Người này là thần chiếu cảnh, nắm giữ thần tức lĩnh vực, huyết anh một khi xuất thể, liền sẽ bị hắn phát sắp được, căn bản không có mảy bay tác dụng, trừ phi huyết anh đạt đến thiên huyền cảnh, tốc độ nhanh hơn tốc độ thần chiếu cảnh thần tức phao sát. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là cái bắn cốt cảnh ngũ trọng, huyết anh cùng hắn bản mệnh song tu, lại làm sao có thể đạt đến thiên huyền cảnh đây? Đáng chết, ghét lần này tới lần khác ngay tại lúc này đụng phải thần chiếu cường vả, chắc phàm không khỏi khẽ cắn môi, trong lòng thầm hận, trên đầu đã là chảy dày đập mồ hôi lạnh đối với thần chiếu cường giả hắn thật đúng là nửa điểm biện pháp cũng không có à loại cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay này khiến hắn mùi phần khó chịu mà lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm ha 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 số tiểu tử không biết người ăn linh đan diệu dược gì trở nên trẻ trung như vậy còn dở nên đẹp trai à mà chạy cũng nhanh hơn so trước kia thế nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng lão phù à trước tạm thời không để ý đến trác phạm lệ kinh thiên nhìn về phía độc thủ dược vương đang run run rẩy dậy cười to lên độc thủ dược cương tân sắc quỷ oải như cha mẹ chết lệ tiền bối ngài cùng ta so sánh cái gì a à? lúc ngài dương danh thiên vũ ta bất quá mới là cái nhị phẩm nguyện đan sư vừa mới rất đạo mà thôi ngài ra tay với ta cũng không vợ người khác nói ngài lấy lớn hiếp nhỏ ách, ha 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 lão phu thường nghe nói độc thủ dược vương hung hăng càn quấy làm sao hôm nay biến thành con chuột nhát phan rồn khí thế của ngươi đâu dốc hết xa đây cho lão phù à lệ lão ngài chớ diễu cợt ta a. À? ta nào dám cãi trước mặt ngài dốc hết phí thế giả à? độc củ dược vương qué miệng co quắp, con ngươi loạn chuyển, lệ tiền bối, dù nói thế nào ngài cũng là đế vương môn khách tọa cung vụng, để tránh hai nhà hiểu lầm, ngài vẫn là, hai nhà, lông mày nhíu lại, lệ kinh thiên sùi cười ra tiếng, ngươi chỉ hai cái nhà nào, đế vương môn cùng dược vương nghiệt, hay là đế vương môn cùng chắc phan gia tộc, nghe được lời này, độc thủ dược vương trong lòng không khỏi cả kinh, nguyên bản hắn còn mù giả vờ ngây ngốc, lừa dối vượt qua kiểm tra đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị lão nhân này phát hiện ra, lệ kinh thiên cười lạnh nói, người đừng cho là ta không biết lão phu nhìn chiến trường vừa nãy thì sớm đã rõ ràng người lão như này đã phản bội dược vương địa đầu nhập vào trác phạm ai, độc thủ dược vương trầm ngâm một trận liếc nhìn trác phạm một chút lại là không biết nên trả lời thế nào dù sao dược cương địa hán không thể quay về hán không thể lại phản bội giác phạm à vậy liền quá không tiết tháo rồi nói thế nào hắn cũng là độc thủ dược vương à cũng không phải là lâm tử viên cỏ đầu tường cũng muốn có giúp mặt mũi à bất đắc dĩ thở dài độc thủ dược vương di nghĩ một lát thản nhiên thừa nhận, không sai, lão Vu đã thoát ly dược vương điện, lúc này đang muốn cùng chắc quản gia trở về lật ra, ngài muốn chém giết muốn gióc thịt, tự nhiên muốn làm vì tùy này, chắc phàm nhìn cảnh này, ông tầm gật gật đầu, hắn coi trọng độc thủ dược vương, một là sự chấp nhất của hắn đối với luyện đan, hai cũng là phần ngạo cốt đầy, nhận ủy thắc của người, ghét lòng vì việc người khác, lệ kinh thiên tự hồ cũng không nghĩ tới hắn thẳng tắn như thế, không khỏi cười to lên, ha ha ha, tốt, nghiêm phục nguy thật là một nhân vật Ngoại giới truyền ngôn không giả, hôm nay ta đên tha cho ngươi một mạng còn tinh tiểu tử này ngươi muốn giết ta trác phàm lông mày nhíu lại thẳng tóc nhìn về phía lệ kinh thiên nói đúng vậy a à, ngươi là đế vương môn công phụng ta lại giết nhóm nhị công tử của ngươi ngươi tự nhiên muốn báo thù cho án thế nhưng là ta vừa mới nghe nói ngươi chỉ là khách tọa cung phụng hẳn không phải là đế vương môn trực hệ đi thì tính sao lệ kinh thiên tròng mắt hơi híp lạnh lùng nói không khỏi khẽ cười một tiếng trác phàm không hề sợ hãi nhìn về phía án vậy thì chúng ta nói điều kiện à, ngươi đầu nhập vào ta đế vương môn cấp bổn ngươi, ta chắc phàm đồng dạng cấp nổ, mà lại tăng thêm gấp đôi. chương 340, đệ nhất phó gì một, cái gì, lời vừa nói ra, lệ kinh thiên cùng độc thủ dừa cương đồng thời giật mình, chắc phàm bái khẩu khí này không thể nói là không lớn, đế vương môn chính là đứng đầu bảy nhà, điều kiện mở ra cho lệ kinh thiên, tự nhiên phá hậu hĩnh, nếu là thêm điều kiện khác lên lại thêm gấp đôi, bên trong thiên vũ người nào có thể làm được, bắn chừng liền quay như là hoàng thất. Cũng rất phó mở ra cao hơn đế vương môn gấp 3 lần chỗ tốt, thế nhưng là nghĩ lại bản lĩnh của Trác Phạc, cùng cái gia tộc to lớn bí ẩn phía sau lưng hắn, độc tủ dược Vương Linh giống như đã nghĩ thông suốt, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin, Trác Phàm dám tự hào gia tộc mình là gia tộc mạnh nhất bên trong Thiên Vũ, cái là gia kia quy mô nhất định siêu việt bất kỳ một gia tộc nào trong bảy gia tộc kia, tối thiểu nhất sai sánh bằng hoàn thất, sau đó độc Cửu dược Vương hiên ngang ngẩng đầu, cười to nói, "Lệ lão Ngươi có yêu cầu cứ việc nói ra là được, Trác quản gia của chúng ta luôn luôn là đã nói là làm, nghi đầu bất xác vẩy một cái, lệ kinh thiên trong mắt càng hiện tia hiếu kỳ chuyên ngôn cái này chắc phàm ông hiểm giảo quyệt lời nói của hắn tự nhiên không thể tin hoàn toàn thế nhưng cái này nghiêm tùng trước đó thấy hắn còn giống như là chuột gặp mèo hiện tại lại lập tức tự tin ngưỡng ngực như vậy trừ phi phía sau hắn thật sự có thế lực cường đại bối cảnh chắc phàm nói không giả bằng không hắn cũng sẽ không biểu hiện ra đặc sắc như vậy kế nhưng là hắn làm sao biết nghiêm tùng nắm chắc trong lòng như thế hoàn toàn dính là tự mình tưởng tượng ra tới nói dáng ra cũng là bị chắc phàm vẽ ra một chiếc bánh lớn đem hắn thôi bia nhưng cũng là bởi vì độc thủ dược cương cái lòng tự tin cường đại này đúng là khiến lệ kinh thiên trong lòng tin tưởng mấy phần cắm trầm ngâm một chút lệ kinh thiên đột nhiên cười lạnh thành tiếng hừ hừ hoàng mau tiểu nhi không biết trời cao đất rộng lại muốn thu ngô lão phu lão phu là người như thế sao người cũng đã biết lão phu năm đó là làm sao giai lập đế vương môn như thế nào lên làm cái chức đế vương môn cung vụ này đế vương môn lại cho lão phu đãi ngộ như thế nào nghe được lời này độc thủ dược vương trong lòng siết chặt chẳng lẽ cái tên thiên cung cùng tôn này không thèm chịu nể mặt mũi chắc phàm thì là nhếch miệng lên trong lòng quỳ nhạo nha cái vi người nha là ai vừa nãy lão tử còn không võ giảng hiện tại đã hoàn toàn rõ ràng rồi người nếu thật sự đối với đế vương môn trung thành tuyệt đối căn bản không cần cùng chúng ta nói nhảm trực tiếp một trưởng đánh giết chúng ta mang theo thi thể sở về giao nộp là được hiện tại nói ra dài dòng một đống lớn không phải liền là muốn tăng giá sau chiêu này lão tử trước kia rơi đều không thèm vây ánh mắt hơi hơi mị mị chắc phàm hài lòng ý khẽ cười nói, tiểu tử thật và tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết lệ áo trước kia công tích vĩ đại, còn mời lệ lão chỉ giáo, ha ha ha, biết ngay các ngươi những người trẻ tuổi này kiến thức nông cạn, mới có thể miệng nói ra loại cuồng vọng nữ điều kia, lại muốn thu mua lão phu, bất quá, dù sao niên xa xưa, lão phu cũng một bạn thời gian rất dài không có lộ diện tại thiên vũ, cũng không trách người, hài lòng gật đầu, sự tình phát triển theo đúng hướng hắn muốn, lệ kinh thiên liếc mắt nhìn về phía độc củ dược vương, thản nhiên nói, bất quá những cái chuyện cũ năm xưa kia của lão Vu nếu là từ miệng lão Vu nói ra bất giác thành ra khoe khoa Nhiêm Tùng người liền đến nói cho tiểu tử này nghe một chút đi lạnh không khỏi dùng mình một cái Độc Thủ Dược Vương liền vội vang vật đầu vâng tiếp đó Độc Thủ Dược Vương cẩn thận từng nghi từng tí trộm nhìn lệ kinh thiên liếc hồ chút ngược lại vừa nhìn về phía Trác Phạm nghiêm Túc nói chắc quản gia vị này lệ lão Nam đó thật đúng là hô phong ngoán vua cho dù tại Thiên Vũ Đế quốc cũng là ít có được truyền kỳ nhân vật nhớ ngày đó lệ lão chỉ là một giới tán tu, là một cao thủ không thuộc cao bất cứ gia tộc nào trong bảy gia tộc, tuy nhiên lại một vòng hướng võ, chăm chỉ không ngừng, trong tay không báo công pháp, liền đi nhà khắc bật tới để tu luyện. từ lúc đầu phàm giai công pháp, lại đến linh giai công pháp, lại đến huyền giai công pháp, lệ lão có thể nói khắc duyệt võ đạo biển tịch, ái, nhìn lão, người nói là, lệ lão trước kia là quường đạo, sờ mũi một cái, chắc phàm không khỏi đánh ra đường rẽ, trong mắt không khỏi co rụt lại. đầu cửu dược vương vội vàng khoát khoát tay, lắp bắp giải thích nói, ta cũng, ta cũng không có nói như vậy, không nên nói không cần nói, thế mà, còn không đợi hắn nói xong, lệ kinh thiên đã là giận quát một tiếng, một bàn tay đem hắn quất đến một bên, nhìn về phía phác phạm, sắc mặt bất giác có chút xấu hổ, vốn là hắn muốn cho độc củ dược vương nói một chút sự tích anh hùng của hắn, để nâng giá của binh lên, không nghĩ tới lão già này lại đem chuyện cũ của, của hắn nam dưa. một mạch toàn bộ nói ra, cường đạo xuất thân, tây không phải hạ đã, sau đó lệ kinh thiên hung hăng trừng nghiêm tùng nhước một lát, mới nhìn về phía chắc phạm, ho khan nói, ha ha ha, đó lên huyền dưa của lão phu, cũng coi là một bận quá khứ không dám nhớ lại, vì chứ, trong tay không có có công pháp, tự nhiên phải nghĩ biện pháp bi đoạt, chẳng lẽ cả đời làm kẻ yếu sao, điểm này, ta rất tưởng thức, quát quát tay, chắc phàm cười khẽ một tiếng, trong mắt không khỏi sáng lên, lệ kinh thiên thấy chắc phàm cũng không có vì vậy mà xem thường hắn, mừng rỡ trong lòng, đối với Trác phàm cũng càng tăng thêm hảo cảm, không khỏi cười to lên nói, ha ha ha, không hổ ma vương chắc phàm là gần đây đem trọng cái thiên vũ quấy đến giáo dục mây vần, quả nhiên không giống với những người thế tục kia, quả thật kiêu hùng chi tài, không dai, lão phu lúc tuổi trẻ vì mạnh lên, đúng thật là khắp nơi tìm công pháp biển tịch, nhà nào có danh tím rất sắc công pháp vũ kỹ, lão phu liền thẳng đến nhà kia đi, về sau bạt đến, cường nhân liền cũng nhiều lên, bất quá lão phu không sợ, lão phu tu luyện về sau, so với bọn hắn luyện được muốn mạnh hơn nhiều, bọn hắn dám đến trả thù, lão phu liền giết sạch bọn hắn, đồng thời thả ra hào môn, kẻ đến trả thù, lão phu lấy chính công tác của hắn cùng hắn đối địch, nếu là lão phu thua một chiêu nửa tức, đầu người hai tay dâm lên, chắc phàm mí mắt lắc một cái, ta sâu lít nhìn hắn một lúc, đây không phải cùng việc chính mình làm tại bách đan Tinh hội giống nhau sao, chương 341, đệ nhất phó gì si hay, bất giác, chắc phàm đối với lão nhân này, cũng là có chút hảo cảm, mặt đồ vật của người khác, còn lẽ thẳng khí hùng như thế, hào khí vượt may, quả thật là đệ nhất phong vân nhân vật, có điểm giống chắc phàm hắn, tuy bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, nhưng ác cũng là có giới hạn. Những người sau này liền đặt cho lệ lão một cái biệt hiệu, Thiên cương cùng tô, hình dung lệ lão cùng vọng cự đại, nhưng thực lực quá cường đại, bọn họ cũng không thể tránh được. Lúc này, độc thủ dừa cương vội vàng ngáy lòng chen vào một câu, lệ kinh thiên vuốt vuốt chằm dâu, hơi hơi gật gật đầu nói. Bởi vậy, lão phu một đường đoạt, một đường tu luyện, thẳng đến thiên huyền cảnh giới, trong lúc đó không một đối thủ, kế nhưng đến tận đây, lão phu cũng đã đến bình cảnh, đúng vậy a à? từ thiên huyền cảnh lên, linh giai công pháp tu luyện đã trở nên có mức chậm dập, nhất định phải kịp thời đổi sang huyền giai công pháp mới được. Thiên vũ đế quốc bên trong, nắm giữ huyền giai công pháp, chỉ có hoàn thất cùng bảy thế gia, hoặc là tứ trụ, cho nên ngươi liền đầu nhập vào đế vương môn, chắc phàm gật gật đầu, lẩm bẩm nói, lệ kinh tin nghe xong, không khỏi đỉnh cười lắc bầu, cao ngạo mừng đầu lên, đập thủ dược vương ti là vội vàng nói tiếp, chắc quản gia, người có dô không biết, lệ lão không phải đầu nhập vào nhập đế vương môn, mà chính là một đường đánh đi vào, nhớ năm đó, lệ lão nghe nói đế vương môn hoàng cực bá thể quyết chính là bảy nhà tối cao công pháp, liền đến cướp bật, lúc đó đế vương môn ba năm vị trưởng lão liên thủ, lấy hoàng cực bá thể quyết đều đánh không lại lệ lão linh giai cao cấp nguyện thể công pháp, đến tận lúc bị đế vương môn đại trưởng lão hoàng phủ phong lôi nhìn chúng, mời trở thành đế vương môn khách tọa trưởng lão, hiện tại trở thành khách tọa cung phụng, cái này trong lịch sử đế vương môn, cũng là rất ít xuất hiện, vừa nói. Độc thủ dược vương ánh mắt đầy dùng kính nhìn về phía lệ kinh thiên, lệ kinh thiên tình mình đầu thật cao, khắc khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, phẳng phất như đang nói, nhìn thấy rồi à, lão phu là được đế vương môn mời đến ni, không phải khóc lóc van nài cầu xin tiến vào, thế nhưng chắc phẩm đã nhìn thấu hết thảy trong lòng chỉ có quầy lạnh, cái gọi là muốn làm quan viên, trước tạo phản, đế vương môn long đàm hổ huyệt như thế, coi như người đúc đáo cường hãn nữa, chỉ một cái thiên huyền cảnh liền dám xông vào, cái này không phải là tự tìm đường chết sau, rất rõ ràng, hắn đây chính là lấy chính mình thực lực, hướng đế vương môn tự tiến cực, để lão tự tiến vọng lão tử tu luyện hoàng cuộc bá thể quyết, nhất định mạnh hơn bọn hắn. Từ đó về sau, đế vương môn các ngươi cũng có thêm cái chiến lực càng mạnh, bất quá, thân là một cái luyện thể tu giả, bình thường một mực chuyên chú vào việc tu luyện, còn có thời gian bồi dưỡng được tâm kế như này, cũng thật sự là khó có được, nghĩ đến là do nhiều năm bị người đuổi giết tạo ra, bởi vậy, chắc phàm nhìn về phía lệ kinh thiên, trong mắt càng thêm tán thưởng, cái thần chiếu cùng giả này, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu óc có đầu óc, không tệ, tài năng đáng giá đào tạo, không khỏi dầu mũi một cái chắc phàm con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh cười nhạt một cái nói nói như vậy lệ lão thật có thể quay là đệ nhất phó si vì mạnh lem chuyện gì cũng có thể làm được a à, nhân sinh là cả một đời cây cọ giống một mùa thu sinh ra trên đời nếu không thể đứng trên đỉnh nhân sinh liền hy, hy vọng kiếp sau có thể đi một lần lệ kinh thiên ngửa đầu nhìn lên chảy thân nhẹ lên tiếng trong mắt chỗ sâu lại là có một vài hưu quạnh khó có thể hiểu được đem hết cải nhìn ở trong mắt chắc phàm trầm ngâm một lúc phản nhiên nói hiện tại ta lệ lão muốn cái gì, chờ một chút, ngươi không nên đem lão vu nhìn thành cái loại kia, công pháp ta có, không đợi lệ kinh thiên nói xong, chắc phàm đã làm ở miệng ngắt lời nói, chỉ là ta không rõ ràng, lệ lão đã trở thành đế vương môn khách tạo cung phụng, nên được truyền tới hoàng cực bá thể quyết, vì sao còn muốn tới tìm ta tranh công pháp, ái, tiểu tử, thực lão vu cũng không phải là, nói thật, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, chắc phàm như một cái đế vương không thể mạo phạm lạnh lùng nói, nếu là lệ lão không thể thẳng thắn bẩm báo, như vậy thì tính toán cho dù giết chắc phạm thì sợ cũng không chiếm được bổ vật mà ngài muốn bởi vì chắc phạm thực sự không biết ngài đến tột cùng muốn cái gì lúng túng một chút lệ kinh thiên thật sâu nhìn về phía trác phạm trong lòng âm thầm tán tượng kẻ này quả nhiên không phải kẻ tầm thừa đối mặt tần chiếu quần vả mà có bá khí như thế tiên hạ hiếm thấy khó trách cái tên họ lãnh kia lần này cũng muốn đích thân xuất tủ bố cục đối phó tiểu từ này Thở vài một tiếng lệ kinh thiên khẽ gật đầu thản nhiên nói không tệ lão Vu hôm nay tới đây chính là vì công pháp, hừ, nghĩ đến cái kia đế vương môn, trên danh nghĩa nói lão phu là khách tọa công phụng, nhưng hoàng cực bá thể quyết lại chỉ truyền lão phu đến đệ thất trọng, sau cùng hai giọng công pháp, mà cái gì cũng nhất quyết không truyền, ngược lại những cái hạ người tư chất bình thường, có thể luyện trọn đẹn, buồn cười, nếu là lão phu có thị luyện thành tầng, sống đã thiên hạ đệ nhất, coi như cùng cái hoàng thất hộ long thần vệ kia, ta cũng có thể cùng hắn vân cao thấp, dựa vào cái gì, bọn họ không truyền cho ta hai trọng sau cùng của hoàng cực bá thể quyết công pháp, lệ kinh thiên phấn nộ lên tiếng trác phàm cùng độc thủ dược cương liếc nhau nhưng đều là cười nhạo lấy lắp đầu cái này lệ kinh thiên chính là đệ nhất phó si thiên phú kinh người nếu để cho hắn đem độc môn công pháp đều luyện thành thiên hạ vô địch thế thì đế vương môn còn khống chế được hắn sao gực ừ, dù sao hắn vẫn là cái ngoại nhân nếu là lão tử không nghĩ ra khống chế hắn biện pháp trước lão tử cũng không truyền do hắn trác phàm trong lòng cười thầm dĩ nhiên đã đánh rủi người này có thể nhận chỉ là quá mức kiêu ngạo cần có chút quản chế mới được chương 340 hay, kế thu phục thần chiếu một, tiểu tử, hiện tại lão phu đã mở lòng với ngươi, nếu thức cày, liền mau đem luyện thể công pháp của ngươi giao ra, vốn là án còn muốn giữ lại một chút phong độc của tiên bối cao củ, nhưng lại bục phàm vạch mặt, hiện tại cũng hoàn toàn không lo được nhiều như thế, lần nữa biến trở về cái dạng ăn cướp trắng rợn cường đoạt tin cưng cuồng tôn, lệ kinh tiên kia, không khỏi sầu mũi một cái, chắc phàm không vợ chút nào, cười khẽ một tiếng, lệ lão, ngài là làm sao biết, công pháp của ta lại còn mạnh hơn so với đế vương môn hoàng cực bá thể quyết bay. Hừ, người náo ra động tĩnh lớn như vậy tại hoa vũ cảnh, còn muốn người khác không biết, không khỏi sùi cười bổ tiếng. Lệ kinh thiên tức giận hư nói, hoàng phủ canh vân đã đặt đến hoàng cực bá thể quyết tất trọng, tuy nhiên cũng chỉ tiếp nhận lấy dược lực của một khỏi bạo nguyên đan, người lại tiếp nhận năm khỏa, còn một chiêu đem hắn nhiều sắc, nửa người đều bị đánh bay, luyện thể công pháp của người nào mạnh hơn, đây không phải vừa nhìn liền thấy ngay sao, Trác phàm cùng độc củ dược vương liếc nhau, đồng thời gật vật, vật đầu, Điều này cũng đúng, lúc đó nhiều người vây xem như vậy, ai cũng đều không phải là người mù, ai mạnh ai yếu, liếc nhìn một chút liền rõ ràng, bất quá chắc phàm vẫn như cũ cười cười lắc đầu, thản nhiên nói, lệ lão, ngài cũng là lão tiền bối đã tôn hoành thiên hạ bao năm, huy hiệp đế vương môn hoàng cực bá thể quyết, ngài do với ai cũng đều võ ràng hơi, chẳng lẽ ngài tưởng tượng, trên đời này sẽ có công pháp có uy lực vượt qua hoàng cực bá kể quyết nhiều như vậy sao, lệ kinh thiên trì chạy, trong mắt bất xác lóe qua một tia mê bang, ha ha ha, lệ lão, ngài đối với trận đại chiến lầu Hoa Vũ Lâu kia đã hết sức rõ ràng, vậy cũng biết được một thân phận khác của vãn bối đi, đệ nhất huyện đan tông sư, trác phàm, lệ kinh thiên khẽ gật mình, nhẹ cơ ra tiếng, chẳng lẽ, cười gật vật đầu, trác phàm trong mắt gáy lên một đạo quang mang tà dị, vãn bối dở dĩ làm giữ được thân thể cuồng hãn như thế, một nửa dựa vào công pháp, một nửa khác dựa vào luyện kể linh đan gia truyền, chỉ cần một khỏa, liền có thể khiến thân kể cường trắng góc đam lần vỡ lên, cái gì, cái này sao có thể, lệ kinh thiên giạt bình, không khỏi thốt lên thành tiếng, luyện kể cao thủ sở dĩ mạnh hơn đông đảo tu tiên giả, cũng là bởi vì bọn họ có thân thể cư hắn, không gì không vã, hơn nữa, chứ không ngừng tu luyện gian khổ ra, không còn nửa tắt nào khác, thế nhưng là nếu là có kẻ dùng ban dược để tăng cường thân thể tu luyện, vậy luyện thể tu và bọn hắn còn có cái gì yêu thế nữa, trong thiên hạ, sự có đan dược dạng này sao, lệ kinh thiên rong lòng hồ nghi, nhưng sự thật chắc phàm này thì đâm bày ở trước mắt, nếu không phải hắn thật sự phục dụng qua loại đan dược này, bằng đoán cốt cảnh tu vi của hắn, dựa vào cái gì mạnh hơn Hoàng Phủ Thanh Vân cùng là luyện thể tu giả nhiều như vậy. Trầm ngâm nửa ngày, lệ kinh thiên trong lòng suy nghĩ trùng nghiệp, cuối cùng quát lạnh, tiểu tử, người bây giờ liền lấy ra loại đan dược này do lão phu, nếu không lão phu ngay lập tức bánh giết ngươi, không có khả năng, đan dược ta ăn hết, không phải vậy làm sao có thể liều cùng Hoàng Phủ Thanh Vân, vậy ngươi hiện tại liền luyện chế do ta, ngươi không phải luyện đan sư sao, dược tài không đủ, luyện không nổi, vậy lão phu cùng ngươi đi tìm, lệ kinh thiên ánh mắt ngưng tụ, quát to, lông mi bất giác vẩy một cái trác phàm nhìn về phía độc cổ dược vương khóe miệng thoáng hiện một tia tiểu ý khó hiểu mà tia tiểu ý này nhẹ nhàng rơi vào trong mắt lệ kinh thiên tốt ta đang thiếu tam cấp linh thú máu tươi xích phí băng hồ làm thuốc dẫn chúng ta đi vạn cú sơn mạch một chuyến đi trác phàm lúc này đề nghị thế nhưng lệ kinh thiên lại khoát khoát tay quỷ dị cười một tiếng từ từ làm gì phải dạy sai như thế chỉ là tam cấp linh thú mà thôi phụ cận có một bảnh linh thú rừng rộng tuy nhiên không có linh thú phong phú bằng vạn thú sơn mạch, nhưng bên trong cũng có rất nhiều bên linh thú, đầy đủ cho ngươi huyện đăng. Nhíu mày, Trác Phàm trầm ngâm một chút, sau cùng bất đắc vĩ thở dài, gật gật đầu, như thế cũng được, chúng ta đi thôi. Nói xong quay người, đánh cho độc tủ dược vương một ánh mắt, độc tủ dược vương tự hồ không có phát hiện, nhưng là lệ kinh thiên lại một lần nữa bắt được cái cử động không tầm thường này, liền bắt lấy bả vai Trác Phàm, ánh mắt híp lại, quỳ lạnh nói: "Tiểu tử, chỉ là tam cấp linh thú, làm gì cần nhiều người như vậy cùng đi, để nhiêm tùng một người đi là đủ rồi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, ha ha ha, ta là luyện đan sư, Bát tam cấp linh thú rất nhiều chi tiết, ta cần phải chú ý, sao có thể để cho nhiêm lão một người đi được, chắc phàm quyệt một chút cái chắn, phẳng phất như đang lao mồ hôi, lệ kinh thiên trong lòng cười lạnh, tuy nhiên không biết chắc phàm có ý đồ gì, nhưng là ngoại giới đồn đại hán giảo quyệt như cáo, Hết cải cẩn thận là tốt nhất, có bao nhiêu người, cũng là bởi vì kinh thị tiểu tử này. Ngược lại lại chết cờ trên tay hắn, lệ kinh thiên cái lão giang hồ này, giống như nhìn thấu hết thảy, cười to lên, ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần lại đùa nghịch cái gì nhiều, lão phu nói một mình hắn đi, thì hắn một người đi, hơn nữa hắn cũng là luyện đan dư, bắt linh cũng như nào, chỗ nào không thể đụng vào, ảnh hưởng luyện đan, hắn tự nhiên rõ giả, bất giác hung hăng khẽ cắn môi, chắc phàm nhân mày lại, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài, từ trong giới chỉ rất xa một cái hồ lô, đưa tới, nghiêm lão, công trùng trong này, là cái dích vĩ băng hồ tích nhất, ngươi lấy nó làm mồi nhử, hẳn là có thể rất nhanh bắt được đến tay, nghiêm tùng thấy vậy, trong mắt sáng lên, đã là minh bạch tâm ý của hắn, không khỏi hung hăng vật vật đầu, chờ một chút, lúc này, lệ kinh thiên phát hiện điều không hợp lý, lập tức hát gớn lên tiếng, vươn tay ra, báo là vật gì, cho ta xem một chút, nghiêm tùng có chút sao dự, nhưng thấy chắc phàm khẽ vật đầu, liền đem hồ lô đưa ra. chương 343, kế thu phục thần chiếu hay, lệ kinh thiên lấy quả. Cầm lên cảm giác bột trận rét lạnh từ hồ lô, đợi sau khi mở ra cái nắp, một loại tiểu trùng đỏ như máu từng con từng on hướng bên ngoài leo ra, lệ kinh thiên cầm ở trong tay cẩn thận ngó mỏ, không có bất kỳ cái vi dị thường, thật đúng là côn trùng, sau đó lại ném trở lại cho độc thủ dược vương, nghi ngờ nói, loại hồ ly này, còn ăn côn trùng sao, ha ha ha, thứ linh thú yêu thích, chưa chúng ta nhưng tinh luyện đan sư chuyên môn tóm trùng nó đến luyện đan ra, người bình thường làm gì có ai hiểu, chắc phàm khẽ cười một tiếng, lắp đầu, lệ kinh thiên cũng không để ý. Chỉ là sau khi độc thủ dược vương bay ra xa người lại là đột nhiên hét lớn, nghiêm tùng, ta cho ngươi một này, phải bắt đủ một cái tam cấp đinh thú, nếu là ngươi trở về muộn, chúng ta sẽ không chờ ngươi mà đi trước, nghiêm tùng đam vi thân bất xác chi trệ, quay đầu liếc nhìn chắc phàm một chút, hơi hơi vật vật đầu, chắc phàm thì trong lòng cười lạnh, cái tên lệ kinh thiên này thật đúng là chú ý cẩn thận vô cùng, muốn cũng coi như chu tà. sợ sao nghiêm tùng rời đi, nghĩ tắt đi tìm thủ, cư nhiên quy định trở về thời gian, như thế mà nói, đừng nói bọn họ căn bản không có thủ, cho dù có, cũng không kịp chờ đám trợ thủ kia đến, lão nhân này sớm mang theo hắn đi đến nơi khác, gừng thật không hổ là người lúc cổi on trẻ bị người đổi giết qua, thật sự là khắp nơi cẩn thận, bất quá nguyên nhân chính nhà như thế, hắn mới từng bước một rơi vào bẫy dập của lão tử, chắc phàm nhét miệng lên, trong lòng quê thầm, đại khái sao váo canh giờ, độc thủ dược vương trinh lưng cõng một cái thi thể xích vĩ băng hồ trở về, đuôi của nó long lánh đỏ thẫm tươi đẹp, độc thủ dược vương đem xích vĩ băng hồ để dưới đất, lại đem hồ lô đưa cho chắc phàm, hướng hắn hơi hơi gật vật đầu. Trác phạm khẽ cười một tiếng, nói, có thể luyện đan, dậm đã, bỗng nhiên, lệ kinh thiên lại là kêu to một tiếng, trong mắt vái lên một đạo khó hiểu thiếu ý, tiếp đó ngón tay vạch bột cái, cái kia dích vĩ băng hồ thân thể nhất thời liền bị tách làm hai nửa, lệ kinh thiên cúi người, ở trên tân xúc sinh kia nắm một cái, liền bắt được một đầu côn trùng màu, chính là huyết tàm vong hồ lô của trác phạm hiện tại có thể luyện, lệ kinh thiên tầm cười một tiếng, đem con côn dùng kia bóc thành màu, đầu củ dược phương giật mình, lo lắng nhìn về phía trác phạm nhưng chắc phàm trên mặt y nguyên như liếng cổ không gợn sóng ta thì vì lệ lão luyện một khoản luyện thể đan dược chứng minh lời vãn bối nói không ngoa chắc phàm hít thở sâu trong tay nguyên lực chi hỏa đã ráy lên nhưng là lệ kinh thiên lại là hung hăng quát quát tay quát to khâu luyện mười khỏa đồ chơi tốt như vậy càng nhiều càng tốt kế nhưng một một đời người chỉ có thể phục dụng một lần phục dụng nhiều cũng vô dụng luyện nhiều cũng vô dụng chắc phàm nhướng mày thản nhiên nói cười lớn một tiếng lệ kinh thiên trong mắt ngáy lên một đạo lệ măng ta nói luyện mười khỏa thì luyện mười khỏa nếu không cẩn thận cái đầu của hai người các ngươi than nhẹ một tiếng chắc phàm không có cách nào bắt đầu đem từng kiện từng kiện dược tài ném tới trong ngửa luyện hóa sau cùng lúc gần thành đan hoàn bậc nhiên vung tay len đem băng hồ chi huyết kia giáp vào trong ngửa nhưng nghe ông một tiếng mười khỏa đan hoàn tản ra hàn phí đỏ thẫm bỗng nhiên bay ra ngoài rơi gào trong tay chắc phàm lệ kinh thiên khái rất bình bất phả tư nghị kêu lớn thành tiếng cái đan hoàn này mới từ nguyên lực chi hỏa bên trong luyện thành sao có thể băng lãnh như thế, không có nửa phần hỏa khí nào, lệ lão có chỗ không biết, đây là tam phẩm linh đan, hàn cực bá thể đa, quả thật gà ra chuyên bí dược của ta, lấy bí pháp ân dương hỏa lệ chế, trong nóng ngoài lạnh, vào miệng đả thông toàn thân huyết mạch, Tại một lạnh một nóng, lặp đi lặp lại mấy trăm lần, đưa đến hiệu quả luyện thể, chắc phàm lập tức phải thích nói, lệ kinh thiên kinh ngạc nhìn hết tại, duỗi ra một cái tay, cho ta một quả nếm thử, Trác phàm khẽ gật đầu, tùy ý cầm lấy một quả, đưa tới, chờ một chút, Lệ Kinh Thiên lập tức khoát quát tay, khóe miệng lộ ra đường công tà dị, đem chín quả kia do ta, nhớ mày, chắc phàm nằm theo lời lão nói, mà Lệ Kinh Thiên sau khi nhận lấy, lại là đem chín quả đan hoàn kia đột nhiên trong tay chuyển lên, hai còm ngươi theo tia lạnh ý, tảng táp nhìn chằm vằm chắc phàm, tiểu tử, người ăn trước viên đan này, thế nhưng ta đã nói qua, loại đan dược này ăn nhiều vô hiệu, chắc phàm nướn mày, lẩm bẩm nói, không khỏi quỳ to ghen, Lệ Kinh Thiên trong mắt lái lên một đạo ngoan sắc, cái này lão vô đương nhiên biết, thế nhưng ăn nhiều cũng sẽ không sao đúng chứ, ngươi nếu không ăn, thì chứng minh có vấn đề, lão phu lập tức giết ngươi, chắc phàm không có cách nào, đành phải một miệng nuốt xuống, mà lệ kinh thiên nhìn hắn không có việc gì, dòng mắt không khỏi lại vanh doanh quanh nói, tiểu tử, trong chín quả đan này, ngươi lại chọn một quả, chắc phàm thở dài một hơi, đưa tay cầm một quả, cho lão phu ăn, lệ kinh thiên lạnh lùng nói, chắc phàm nghi đầu lắc một cái, chậm rãi vươn tay ra, nhưng là không đợi hắn đem đan dược cho vào trong miệng lệ kinh thiên, lệ kinh thiên lại nói lớn từ từ trong nghiêm tùng ăn tặc nghiêm tùng giật bình không khỏi chép miệng một cái thế nhưng cũng không có cách nào chiếu theo lời hắn nói ăn một quả cứ như vậy lệ kinh thiên để trác phạm lập đi lập lại chọn lựa sau cùng lúc chỉ còn có ba quả mới tự chọn một quả nhìn nhìn rác mặt hai người vác phạm không báo cái gì trở ngại bấy nuốt vào mà đan dược vừa mới vào miệng lệ kinh thiên liền bất chợt có cảm giác dùng cả bình xâm nhập toàn thân tiếp đó lại là một cô ấm áp như xuân về hoa nở làm cho anh thân đều cảm thấy ấm áp, thoải mái khó nói thành lời. Trác Phàm thấy vậy, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một đường ông ta dị, tuy lão nhân này một đường cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là bác câu, hắc hắc hắc, chương 340 đu, lại thêm một vị trưởng lão gia nhập Ninh Minh một, lệ kinh tin trầm tư nhắm mắt luyện hóa dược lực, Trác Phàm cùng độc cổ dược vương cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn hắn, đợi sau ba canh giờ, lệ kinh thiên mở hai con ngươi, trong mắt ngáy lên một đạo tinh quang, đứng bật dậy, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, má, Đến nào lệ lão trang toàn thân rất tư dược không sai thân thể giác thực quải bái hơn rất nhiều lệ kinh thiên vung vung ánh tay mặt đầy tiểu ý nhưng rất nhanh lại sâu sắc nhíu mày lại thế nhưng lão phu sao lại không có cảm thấy thân thể bệnh lên nhất miệng lên chắc phàm khinh miệt biếu môi vốn phong cho ngươi ăn cái luyện kể đan dược vì ngươi nếu thật sự mạnh lên báo mới kỳ quái đấy cái gì ngươi nói cái gì lệ kinh thiên giật mình trong nháy mắt phi thế đại phóng mặt mũi tràn đầy thần sắc giận dữ độc thủ dược vương giật bình vội vàng chúng đến bên cạnh Trác phạm nhưng Trác phạm lại không chút phật lòng vẫn như cũ rồi cười ra tiếng ai ra lệ lão ngài cũng là lão vang hồ kiến thức rộng vãi giống loại chuyện hoang đường như luyện thể đan người cũng sẽ tin phải biết tu luyện vốn là nghịch tiên mà đi nỗ lực càng nhiều hồi báo càng nhiều chỉ dựa vào đan dược đề cao thực lực sẽ chỉ tự hủy đi chính mình nói như vậy ngươi là đang lừa gạt lão phu lệ kinh thiên khẽ cắn môi hai mắt bảo lên hiển nhiên đã giận dữ không nhịn nổi độc thủ dược vương thân thể rung dậy, khô ngăng lung lay cánh tay của giác phạm, nháy mắt ra dấu cho hắn, để hắn không nên tiếp tục nói nữa, tiếp tục chọc giận cái lão ma đồ này. Thế nhưng là chắc phạm vẫn như cũ không biết tốt xấu vùng một chút cánh tay, cười to lên, ha ha ha, lừa gạt ngươi thì thế nào, lão già kia, ngươi cho rằng lão tử là đám ngu mốc mà ngươi gặp trước kia à, muốn từ trong tay lão tử đoạt công pháp, mơ mộng hão huy, ngư, ngư, lệ kinh thiên từng ngụm từng ngụm thở hồn hển một tay chỉ chắc phạm, bị tức quá sức, đồng thời cũng khó có thể áp chế được lửa giận trong lòng. Hắn nường đường là thiên cương cùng tôn lệ kinh thiên, liền coi như lúc tuổi còn trẻ, cũng là nhân vật nổi tiếng, cho dù cao của của bảy thế gia gặp hắn, cũng phải kính hắn ba phần, thế nhưng không nghĩ tới già rồi, ngược lại bị một tên mau đầu tiểu tử chỉ thẳng cái mũi mắng mà to, vô cùng nhục nhã, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hôm nay, hắn coi như liều mạng, không cần cái luyện thể công pháp kia, cũng nhất định phải đem trác phàm thằng danh con này một trưởng đánh chết. Nghĩ như vậy, lệ kinh thiên giận dữ quát một tiếng, nhất trùng hứng hai người chắc phàm mà đánh tới, khí thế giống như hủy thiên diệt địa, làm cho hai người khí tức trì trệ. Tiểu tử, nạp mạng đi đi, độc thủ dược vương co rúm lại lấy chúng đến sau lưng chắc phàm, khắp khuôn mặt là thần sắc sầu khổ. Ta nói chắc quản gia ngài quỷ kế đều bị người ta nhìn thấu rồi, cái huyết tầm kia cũng bị người ta bóc nát rồi, ngài còn xính miệng lưỡi thi tranh cái gì à, nhìn ngài bình thường luôn luôn trầm ổn, khôn khéo lão luyện, hôm nay sao lại xúc động như thế à, độc thủ dược vương trong lòng tầm than, đầy bắt lệ quang không ngờ tới độc thủ dược vương hắn một tháng trước vừa mới trích qua một lần tại hoa vũ cảnh hiện tại thì lại muốn chết một lần nữa ai chẳng lẽ cái mạng này của hắn muốn đi đến đường cùng rồi sao kế mà ngay lúc hắn vô hạn oán thắn chắc phàm lại hư lại một tiếng ấn quyết trong tay kết một kết ấn anh chỉ một tháng một tiếng kêu thảm thiết xuyên trời bay vang tận mây xanh chắn lệ kinh thiên đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ấn đảo tấm cái tia nghĩa vô phản cố nhất trượng còn không có chạm đến một sợi lông của chắc phàm nguyên lực bã toàn bộ tiêu tán ngược lại là chính hắn lại ông đầu thống khổ dị thường ngã trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi từ bên trong thất khiếu của hắn cuồn cuộn tuôn ra, bắn đầy khắp mặt đất, một đôi đồng tử của hắn cũng nhịn không được hướng bên ngoài nổi lên, dường như rất nhanh, hai con kia đụng một tiếng liền rẽ đổ tung lên, nghe lấy tiếng kêu thảm thiết giống như đã từng nghe qua, độc thủ Dược Vương không khỏi dưỡng rằng, dương mắt nhìn về phía chắc Phàm, chỉ thấy khóe miệng của hắn sạt qua một đường cong tà dị, "Ấy, chắc quản ra, thành công." Độc thủ Dược cương nháy mắt mấy cái, trong mắt tựa hồ còn có một chút mê mang. Chắc phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, báo là đương nhiên, lão và này đã bị ta khống chế. Nhìn lão, sự kiện này nguy công lao hàng đầu, bổn quản gia ghi lại cho ngươi một công, quá tốt. Ha ha ha, độc thủ dược cương hưng vẫn nhảy dựng lên, cười to le, đồng thời nhìn về phía lệ kinh thiên trên mặt đất, trên mặt lộ ra một mảnh vui vẻ. Hắc hắc hắc, người nhà cũng có lúc như này, cái kia, ai bảo ngươi vừa mới tận lực trang bức, người cũng đã biết, tại trước mặt chắc phàm tiểu tử này trang bức, cần nỗ lực rất lớn đại giới a à. điểm này. Chính độc thủ dược vương là trải nghiệm lớn nhất nhưng bây giờ hắn nhìn đến vị danh chấn thiên vũ thiên cương cuồng tôn này trang bức bị đánh vào mặt cũng thật sự là một việc vô cùng đú vị a à. đồng thời nhìn về phía trác phạm càng thêm kính nể liên thần chiếu cảnh cao cổ đều có thể bắt lại tiểu tử này thật sự là quá cường hẳn. sao chuyện gì xảy ra lão phu đây là làm sao lệ kinh thiên một đục ôm đầu lăn lộn đầy đất lại là trong ngóng mê mang các ngươi đính tục cùng đã động tay động chân nhì với lão phu liếc nhìn nhau Trác Phàm cùng Độc Tủ Dược Vương cùng nhau ông cười ra tiếng, đem hai viên đan dược còn lại cầm trong tay đi loanh quanh. Trác Phàm cười lạnh nói: Lệ lão, ngài giác là lòng dạ đã biết rõ đi, chẳng lẽ ngài cái lão giang hồ như thế, còn không hiểu rõ cái gì gọi là đồ người là cho không nên tùy tiện ăn sao? Là cái đan dược kia, Lệ Kinh Thiên trong mắt trừng một cái, không tẻ tin nói, không có khả năng, chỉ là tam phẩm đan dược, liền coi như là độc ban, nguyên lực gão vu cũng có thể triệt để áp chế. Huống hồ, hai người các ngươi không phải cũng ăn sao? nhếch miệng lên, chắc phàm ta dị quê nói, không say, hai người chúng ta xác thực đều ăn, thế nhưng xin lỗi, đan dược này không có vấn đề, không chỉ có không phải độc ban, hơn nữa còn là đan dược cường thân kiện thể, chính thức tại trong cơ thể ngươi làm ẩm ý, là cái tiểu đồ vật này, vừa nói, chắc phàm lần nữa rất xa hồ lô, mở ra nắp bình, từ bình trong xuất ra một con huyết, trong mắt không khỏi co rụt lại, lệ kinh thiên tuy sớm đã cảm giác con côn trùng này có gì đó quái lạ, nhưng là ngàn vạn nghĩ không ra, con côn trùng này uy lực quy nhiên cường hãn đến như vậy, làm cho hắn rơi vào tình trạng sống không bằng chết như bây giờ. Đây là ma vật ta luyện chế ra, huyết. Nó một khi tiến vào trong cơ thể ngươi, liền khống chế huyết mạch của ngươi, ta cùng nó tâm thần tương liên, chỉ cần tâm niệm ta nhất động, nó liền sẽ khiến ngươi muốn giống không được, muốn chết không xong, coi như ngươi là thần chiếu cường giả, cũng nghi nguyên loại bỏ không được, không khỏi một trận hoảng sợ. Sau khi Lệ Kinh Thiên nghe Trác Phàm nói, trong mắt không khỏi đảo quay, nhưng mặt mũi vẫn như cũ tràn đầy nhi hoặc, không có khả năng, vừa rồi lúc ngươi luyện đan trước, tất cả dược tài cùng cái băng hồ thi thể kia, lão phu đều dùng nguyên thần đảo qua một lần, cũng không có phát hiện ra bất cứ dị thường gì. Chương 345, lại thêm một vị trưởng lão gia lập Nghiên Minh hay, coi như con huyết tàm duy nhất, cũng đã bị lão phu thanh trừ hết. Huống hộ, Còn con côn vùng này tại bên trong quá trình luyện đan, không bị hỏa viếm kiêu chết sau, điểm này, độc thủ dược vương cũng đồng dạng nghĩ không thông, cho nên hắn nghe từ đầu cũng coi như là kế hoạch đã thất bại. Nhưng không nghĩ tới, Chắc Phàm thật sự đem huyết ném tới trong miệng lão gia hỏa này, nhưng ném như thế nào, trong đầu hắn cũng là một đầu dấu chấm hỏng. Ha ha ha, điểm này, ta đương nhiên biết, bằng không làm sao ta lại đưa ra việc cần đim vít vĩ băng hồ đây, không khỏi khẽ cười một tiếng. Chắc Phàm trong mắt, lấy qua một đạo quang mang cơ trí, con huyết tầm của ta, chính là sinh ra trong hàn đàm, mà xích vĩ băng hồ, đặc điểm lớn nhất chính là huyết dịch lạnh như huyền băng, cho nên ta để nhiên lão đem huyết tầm này đúc cho băng hồ ăn, cũng không phải là muốn trực tiếp lấy huyết giam thuốc mà chính là một khi huyết phát hiện cảnh vật chung quanh băng lãnh, thì sẽ bắt đầu đẻ trứng, cho nên coi như người đem huyết loại bỏ, thế nhưng trong máu của băng hồ, đã tồn tại huyết tầm trứng, gộp thì ra là thế, thần chiếu cảnh cường giảm nguyên thần do xét, chỉ có thể do xét đến sinh mệnh khí tức, nhưng trước khi tầm trứng còn chưa ấp ra, còn chưa thể tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, cho nên lệ kinh thiên hán do xét không ra, độc cửu dược vương như bừng tỉnh đại ngộ, cầm tiêm kính nỉ nhìn đề phía Giáp phàm, đồng thời vút cái mông ngựa, chắc quản gia thật sự là trí kế hơn người suy nghĩ chu toàn, đến cả lão giang hồ như lệ kinh thiên cũng đều bại trong tay ngài, bội phục, bội phục, không đúng, dù vậy, vậy ngươi làm thế nào trong thời gian gật ngắn, đem tầm chứng ấp cảnh huyết, tuy nhiên lệ kinh thiên vẫn là lắc đầu, khó có thể tin, cười nhạt một tiếng, chắc phàm dô ra nói, cái này phải nhiều vào dược lực của quả đan dược này, thực ra ta vừa cũng mới nói, lúc nguyện chế quả đan dược này, là dùng âm dương song hỏa, chính là sợ chỉ dùng dương hỏa, sẽ làm chứng tầm tổn thương, cho nên ta dùng âm hỏa, cam đoan chứng tầm dưới băng hàn hoàn cảnh, luyện vào trong nội đan. Về sau, người chắc cũng phải cảm nhận được, quả đan dược này tại âm dương bên trong chuyển đổi, tình thoảng xuân về hoa nở, tình thoảng gió lặn thấu xương, thực ra cũng chính là mô phỏng chuyển vào, cho nên ngươi cho rằng chỉ là đắn ngủi ba canh giờ, nhưng đối với huyết mà nói, đã là mấy chục cái dân thu, hơn nữa viên thuốc này giúp toàn thân huyết dịch của người ngươi nhanh chóng vận hạn, càng dễ khiến huyết chứng ở trong cơ thể ngươi ra tốc trưởng thành, cho nên đan dược này không phải cái hàn cực bá thể đan gì, mà chính là giúp tiến huyết mạch vận hành, trợ giúp đề cao hiệu của tu luyện Xuân Dương Đan. Trác Phàm đã nói xong, Lệ Kinh Tin sớm đã cả kinh nhẹn họng nhìn chân chối, hắn ngàn vạn không nghĩ đến, tung hoành năm vọc cả đời, hôm nay lại bị một tên mau đầu tiểu tử tính kế đến mức này, rồi lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cái gọi là vô dục tác cương, nếu là hắn ngay từ đầu chẳng có lòng thăm, cũng sẽ không đến mức như bây giờ khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng suy nghĩ của hắn dường như đều bị Trác Phàm nhìn thấu gậy, cười lạnh, Trác Phàm thản nhiên nói: "Ha ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy lòng tham của bản mới khiến ngươi như lập bến nông nỗi này, sai rồi, con người vốn dĩ nên có lòng tham, ngươi không tham lam, làm sao có thể trở nên nổi bật, nhưng tham là tham, đừng vọng tưởng có thể đi đường tắt, một tiên thuốc kỳ có thể khiến người ta mạnh lên, suy nghĩ một chút thì yên biết đó là điều không thể nào, nếu quả thật có loại sự tình này, vậy cái giá ngươi phải trả nhất định cực lớn, nói rồi chắc phàm xuất ra một cái ngọc giản thả ở trước mặt hắn, đồng thời dừng sự tra tấn của đối với hắn, giống như một cái trí giả. Nhạt cười ra tiếng, ta sớm đã nói công pháp ta có đây là huyền giai trung cấp ma công ma sát quyết huy lực kinh người sau khi luyện thành không hề thấp hơn huyền giai cấp công pháp tật đối muốn mạnh hơn cái hoàng cực bá thể quyết kia đồng thời ta lại tặng ngươi ba chiêu nguyên bộ huyền giai vũ kỹ ngươi nếu chịu đi theo ta gia nhập vào lạc gia liền cầm lấy nó về sau ngươi chính là trưởng lão của lạc gia ta nếu không ngươi có thể rời đi trở lại đế vương môn tiếp tục làm khách tọa công vụng ta tuyệt không ngăn cản nhìn thật sâu vào trác phàm một chút Lệ Kinh thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành trong mắt của hắn, không khỏi rầm ngâm một chút, rậm rãi đưa tay vươn tới hướng khối ngọc giản kia, lẩm bẩm nói, "Ta xem chút một chút có phải là thật hay không, hay lại giống như đế vương môn, cho lão tử công pháp bản không được đầy đủ." Chắc phàm quỳ nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, thế nhưng sau khi Lệ Kinh Thiên trầm ngâm xem một phen, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, cơ lớn thành tiếng, "Trời đất, trong ba chiêu vũ kỹ này, cư nhiên lại còn có một chiêu huyền giai sóng âm vũ kỹ, đây chính là tại toàn bộ thiên vũ cũng không có phát hiện qua, cái lạc gia này đến tột cùng là dạng tồn tại gì, thế mà tiện tay hiền có thể xuất ra bảo bối dạng này, vậy quyết định của bươi là, chắc phàm mình quê nói, lạp, sao lại không làm chứ, lệ kinh thiên một tay lấy ngọc giản kia thu nhập vào giới chỉ, quê to lên, tiểu tử, người xuất ra công pháp này giống chút, lão phu đã sống theo người lăn lộn, cần nghĩ phải làm ra nhiều sự tình lung ta lung tung như vậy, hắc hắc hắc, ồ, phải không, dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn chắc phàm cười lạnh thành tiếng, nếu là ta sớm xuất ra công pháp này, ngươi không là nghĩ đến việc giết người diệt khẩu sao, sao cầm đầu của ta trở về lập công, ấy lệ kinh thiên khẽ giật mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng tầm thân cái tên chắc phàm này quả nhiên giống như chuyên môn giảo quyệt hơn người, chuyện gì đều giấu giếm không được hắn à, khó trách có thể giết bốn nhà cao thủ, còn có thể tiêu diêu tự tại như thế, kẻ này có kiêu hùng chi tài, chỗ gia tộc kia càng là thâm bất khả chắc, quả thực là đáng giá đi theo, lệ kinh thiên trong lòng cười to, lần này từ đế vương môn chuyển đến lạc gia mặc dù là bị ép buộc nhưng không thể không nói lại trèo lên được một cái cảnh gây cao, sau giờ này khác này lại một cái mơ ước tưởng tượng đầy trong đầu cao thủ gia nhập vào đội ngũ của trác phàm trác phàm cũng không quan tâm bọn họ có lòng tin đối với lạc gia không phải chuyện tốt sau tuy nhiên đến lúc đó có thể sẽ có chút thất lạc đi trác phàm vừa nghĩ tới tình cảnh khi đó trong lòng bất sắc cảm thấy lạnh ngùng